chương 1180, xuất phát lẫm thiên tông. Lần này lẫm thiên tông thu đồ đệ, chia người làm ba cấp, hạt giống, ưu tú cùng đệ tử bình thường, bởi vậy ngoại trừ Vũ Hoàng và Đinh Bình, Hách Liên Thiên Vân và Phong Phá Vân là ưu tú, Mộ Dung Thanh và Thủy Nhạn Ngọc là đệ tử bình thường. Lăng Hàn, phải đi con đường nào đây? Lẫm thiên tông vô cùng mạnh mẽ, tuy vô tâm tranh bá, nhưng có một vị cường giả hằng hà cảnh tỏa chấn, nó có thể không cho bất luận người nào mặt mũi. Có thể nói, ngay cả loạn tinh nữ hoàng tự mình đứng ra muốn đưa một người tiến vào lẫm thiên tông lẫm thiên tông cũng có thể hời hợt nói một chữ không huống chi quan hệ giữa lang hàn và nữ hoàng vẫn không có tốt đến mức độ này bởi vì lệ vi vi quý vân nhi trước luyện hóa sơn hà thạch lấy tuổi tác thêm vào tu vi của các nàng cũng coi như là thiên tài bởi vậy cũng được thu vào lẫm thiên tông trở thành đệ tử bình thường trong hoàng đô bằng hữu của lang hàn hầu như một cái cũng không tìm được lang hàn bắt đầu suy nghĩ hắn kế tiếp phải làm gì Lăng Hàn ở đâu, bên ngoài truyền tới một thanh âm tràn ngập uy nghiêm. Đây là, cô Thu Tuyết, cấm quân đại thống lĩnh. Lăng Hàn kinh ngạc, vị này từ trước đến giờ chỉ nghe mệnh lệnh của loạn tinh nữ hoàng, nàng chạy tới nơi này, nói cách khác, loạn tinh nữ hoàng có thanh ý. Thiết, thực sự là phô trương, lúc trước ôm mình hôn mình, hiện tại lại phái hạ nhân đến truyền lời. Hắn đi ra cửa, chỉ thấy Cù Thu Tuyết bận một bộ giáp trụ, trong tươi đẹp lộ ra uy vũ, tốt một đóa hoa trong quân. Đáng tiếc, Kiều Hoa như vậy lại bị loạn tinh nữ hoàng lây nhiễm, xưa nay chưa từng nghe nói nàng thích nam nhân, 89 phần 10 bị nữ hoàng mê hoặc, ngay cả mình thân là nữ tính cũng đã quên. Bái kiến đại thống lĩnh, Lăng Hàn chắp tay chào, đều là võ quan của đế quốc, chỉ cần Cù Thu Tuyết không phong vương, vậy hắn không cần quỳ xuống. Cù Thu Tuyết có chút kỳ quái nhìn Lăng Hàn, một nam nhân phổ thông như thế, đáng giá nữ hoàng đại nhân hai lần truyền đạt thành ý. Lần thứ nhất thì quên đi, Nữ hoàng đại nhân là muốn mượn chuyện lăng hàn kinh sợ đám nhân vật quyền quý trong đế quốc, để bọn họ thu liếm một chút. Nhưng lúc này đây hoàn toàn là tư nhân, lúc nào hắn dính líu quan hệ với nữ hoàng đại nhân. Cô thua tuyết nghĩ như thế nào cũng không thể đoán, trong hai năm nữ hoàng đại nhân biến mất lại cùng lăng hàn sớm chiều ở chung, hơn nữa còn phát sinh ra thì tiếp xúc thân mật. Bằng không, phòng trừng nàng sẽ phát điên, bệ hạ bảo bổn thống lĩnh đưa một món đồ cho ngươi. Nàng đưa tới một phong thư, đây là thư bệ hạ viết cho cửu quận vương, bảo ngươi đưa đi cho cửu quận vương, cũng nói nếu cửu quận vương sẵn lòng, có thể thu ngươi làm thị vệ, ở lẫm thiên tông đồng thời tu luyện. Lăng Hàn có chút giật mình, chậm chạp không có đưa tay ra tiếp thư, cho đến khi cù thu tuyết tặng hắn một cái, hắn mới phục hồi tinh thần lại, tiếp nhận thư tín. Bổn thống lĩnh đi đây, cù thu tuyết nhìn Lăng Hàn thật sâu, lúc này mới xoay người rời đi. Nàng không rõ, tại sao nữ hoàng đại nhân muốn Lăng Hàn đi truyền tin. Hơn nữa còn muốn nàng tự mình đi một chuyến, Lăng Hàn giật mình, bởi vì hắn biết Cửu Quận Vương cũng được Lẫm Thiên Tông tuyển chọn, đã sớm đi tới Phi Vân Tinh, hơn nữa, Quận Vương vô căn cứ kia lại còn bị liệt vào đệ tử hạt giống. Mặc dù loạn tinh nữ hoàng nói hắn truyền tin, nhưng giống như mở cho hắn cửa sau, để hắn có thể tiến vào Lẫm Thiên Tông, lấy thân phận thị vệ của Cửu Quận Vương. Ở Lẫm Thiên Tông, chỉ có đệ tử hạt giống mới có thể thu thị vệ, có thể ở trong tông tu luyện. Tuy thị vệ không thể được tài nguyên trong tông bồi dưỡng, nhưng có thể theo chủ nhân đồng thời lắng nghe đại năng giảng giải đại đạo. Thậm chí, tam nguyên thượng nhân cũng sẽ tình cờ hiện thân, chỉ điểm đệ tử hạt giống. Bởi vậy, tuy thị vệ chỉ là thân phận người hầu, nhưng lại không biết có bao nhiêu thiên tài đánh vỡ đầu cũng muốn tranh giành một tiêu chuẩn như vậy. Loạn tinh nữ hoàng vẫn không có mặt mũi lớn như vậy, để lấm thiên tông đặc cách thu lăng hàn làm đệ tử, nhưng nàng có thể dùng phương thức của mình, mở ra cho lăng hàn một cánh cửa khác. Sách, xem ra mị lực của ca vẫn rất lớn, ngay cả nữ hoàng cũng bị ca mê hoặc. Lăng Hàn rất tự kỳ nói, có tiếp hay không, Lăng Hàn suy nghĩ một chút, quyết định tiếp thu. Ba vị huynh trưởng, còn có đồ nhi, hồng nhan đều ở lẫm thiên tông, hơn nữa hai kẻ thù triệu luân, sa nguyên cũng đi, ở lại hoàng đô, ngoại trừ đùa giỡn nữ hoàng còn có thể làm gì. Nhưng nữ hoàng dễ đùa giỡn sao, Lăng Hàn chuẩn bị một chút, bán tất cả đan dược trong tay, đổi lấy lượng lớn chân nguyên thạch, sau đó mua thật nhiều vật liệu, hắn không thể từ bỏ đan đạo, mà chủ tinh nguyên sắp dùng hết hắn không thể vẫn duy trì tốc độ tăng lên như vậy nhất định phải trở lại đường xưa nửa tháng sau lăng hàn đi bái phỏng từ lão đầu sau đó rời hợp ninh tinh lấy chiếc tinh thuyền của vô tương thánh nhân vận tải đi tới phi vân tinh tại sao xuyên vân toa không được không chỉ vấn đề trận pháp phòng ngự còn có tọa độ tinh không càng trọng yếu hơn tinh vũ mênh mông không có trên dưới phải trái khác biệt người biết lái đi đâu sao tọa độ tinh không chính là chỉ dẫn then chốt nhưng đây chỉ ở trong tinh đồ mới có thể có hiệu lực mà tinh đồ lại cần một trận pháp rất lớn mới có thể triển khai bởi vậy xuyên vân toa làm sao có khả năng di chuyển lấy xuyên vân toa đi tới phi vân tinh vậy kết quả duy nhất chính là lang hàn lạc lối ở trong tinh không số may mấy trăm mấy ngàn năm sau hắn sẽ đến một tinh cầu xa lạ tiền đề là chân nguyên thạch đủ nếu không xuyên vân toa không còn động lực vậy không khác gì phế liệu lang hàn khởi động tinh thuyền cái này cũng không cần kỹ xảo gì chỉ là một cái trận pháp mà thôi đưa vào tọa độ tinh không, lại thêm chân nguyên thạch, liền có thể tự động phi hành, chỉ có gặp phải tình huống đột phát, tỉ như thiên thạch đột kích, tinh thể nổ tung. Mới cần lái thủ công, rời đi con đường lúc trước. Hắn tiến vào tinh không mịt mùng, đại bộ phận thời gian là tìm hiểu ở dưới luân hồi thụ, tình cờ mới đi ra xem tình huống. Từ hợp ninh tinh đến phi vân tinh, cần lữ trình tinh không dài đến 3 tháng. Lang Hàn ngồi ở dưới luân hồi thụ, vô tường thánh nhân đang truyền thụ võ đạo cho đám người tàn dạ, nguyên thừa hòa, Hiện tại hắn quá nhàn rỗi, chỉ còn dư lại một đạo tàn hồn, lại không thể tu luyện, chỉ có thể giết thời gian như vậy. Chương 1181, Sơn Hà cực cảnh. Hắn ở một bên nghe, dù sao cũng là một vị thánh nhân truyền đạo, so sánh với đó, Lẫm Thiên Tông lại coi là gì chứ? Nếu như hắn phát ra tin tức, trong hắc tháp của mình có một vị thánh nhân truyền thụ võ đạo, đừng nói cường giả tinh thần cảnh, ngay cả tam nguyên thượng nhân cũng cầu đi vào. Đại đạo không thể lấy ngôn ngữ miêu tả nhưng vô tương thánh nhân từng là cường giả vô thượng hắn tự nhiên biết làm sao để dẫn dắt lại như hố đen là không thể nhìn thấy nhưng thông qua tia sáng tinh thể bị nó hấp thu lại có thể chứng minh sự tồn tại của nó vô tương thánh nhân cũng như thế thông qua nội dung sâu sắc lời lẽ dễ hiểu giảng giải để đám người tàn dạ lĩnh ngộ phải biết đây chính là ở dưới luân hồi thụ người nói một câu ta một ngày không thể lĩnh ngộ vậy một năm mười năm thì sao tiểu tử ngày sau cho dù bản tôn nắm giữ chân thân cũng phải ở nơi này tu luyện, quả thực là bảo địa vô thượng. Vô tương thánh nhân nói, dưới luân hồi thụ tu luyện một ngày có thể bằng một năm, ngay cả thánh nhân cũng động lòng. Được, lang Hàn gật đầu, nếu như vô tương thánh nhân trở lại thánh vị, hắn liền có thêm một trợ thủ cường lực, dù chỉ là tiểu thánh cũng không bình thường nha. Tu la ma đế càng ngày càng kính nể, chủ nhân thực sự quá trâu bò, vậy thì lừa gạt đến một thánh nhân, ở minh giới, đây chính là đối ứng ma chủ A. Hắn không nhịn được muốn đong đưa cái đuôi, nhưng hiện tại là hình người không có đuôi để hắn cảm giác rất buồn bực lại không cho hắn làm cầu quá bắt nạt người tinh thuyền vô thanh vô tức đi trong vũ trụ yên tĩnh ôn hòa soạt trong chớp mắt một luồng ánh kiếm xẹt qua cực kỳ óng ánh ngưng tụ thần văn đáng sợ trong nháy mắt liền dọi sáng tinh vũ phụ cận ngay cả thái dương ở xa xôi cũng ảm đạm phai mờ chiêu kiếm này đảo qua quy tắc thần liên di động hiện lên gợn sóng oanh không có chút hồi hộp nào tinh thuyền lập tức bị chém thành cặn đây là tinh hạm loại nhỏ, lực phòng ngự nhiều nhất chỉ có thể đạt đến nhật nguyệt cảnh đỉnh cao. Mà chiêu kiếm vừa nãy, không ngờ là cấp bậc tinh thần cảnh. Một bóng người hiện lên, cả người quấn quanh khí thức hỗn độn, ngay cả là nam hay nữ, cao hay thấp cũng không cách nào tranh luận. Hắn đứng ở trong tinh không, tỉ mỉ quan sát, tựa hồ không yên lòng, kiểm tra mỗi một mảnh vỡ, xác nhận phía trên không có sự sống, lúc này mới dương tay lên, lấy ra một chiếc tinh hạm loại nhỏ, điều khiển rời đi. Trong tinh không, từng mảnh từng mảnh gợn sóng bình tĩnh lại quay về tĩnh mịch sau một ngày chiếc tinh thuyền loại nhỏ kia lại xuất hiện lần nữa ở phụ cận quay một vòng lúc này mới rời đi cũng thật cẩn thận trong hắc tháp lang hàn trầm giọng nói tinh thuyền bị tập kích hắn vừa lúc ở trong hắc tháp bởi vậy ngay cả tránh né cũng không cần hắn phát hiện người đánh lén này tâm tư cẩn thận liền không vội rời đi mà kiên trì chờ quả nhiên đối phương giết cái hồi mã thương tâm tư như thế rất đáng sợ tiểu tử tựa hồ ngươi đắc tội rất nhiều người. Vô tương thánh nhân nói, hắn đã nghe Lăng Hàn nói sự tình tinh thuyền bị tập kích. Không phải tựa hồ, mà là xác thực. Lăng Hàn nhoẻn miệng cười. Có điều, không bao lâu nữa ta có thể quét ngang trở về, bắt từng cái, để bọn họ tự thực ác quả. Khẩu khí này rất lớn, nhưng vô tương thánh nhân không phản bác được. Nắm giữ trí bảo như luân hồi thụ, Lăng Hàn quả thật có vốn để kiêu ngạo, không thấy ngay cả hắn cũng động lòng sao, muốn ở dưới cây này ngộ đạo sao lăng hàn đang đoán thân phận của người đánh lén này khả năng là ám dạ đường cũng có khả năng là những người khác có điều hợp ninh tinh chỉ có mấy cường giả tinh thần cảnh như vậy chỉ cần hắn đủ thực lực hoàn toàn có thể tìm tới những người này phân biệt khí thức một chút liền xác định thân phận của đối phương mỗi một tên cường giả đều có khí thức đặc thù chỉ thuộc về mình rất khó mô phỏng theo có điều hiện tại nên làm sao đi phi vân tinh lăng hàn khó xử mất đi tọa độ tinh không hắn thật giống như tiến vào một mê cung to lớn, hơn nữa còn không có một tia sáng, hoàn toàn chỉ có thể đi mò. Cái này đánh đổi tự nhiên là thời gian, có thể, thời điểm hắn thật đặt chân đến phi vân tinh, đã là sự tình mấy chục năm, mấy trăm năm sau. Dù sao cũng phải thử, trước đó tinh thuyền đã phi hành hơn hai tháng, cách phi vân tinh cũng không quá xa xôi, hẳn có cơ hội. Lăng Hàn lấy ra xuyên vân toa, nỗ lực nhìn phương hướng, sau đó lao đi. Lúc này, thực sự là đi loạn rồi. Một tháng sau, phi vân tinh vẫn xa xa không thể vời, căn bản không biết ở đâu. Lăng Hàn liên tục thở dài, tuy một tháng này hắn không có nhàn rỗi, lại thêm hai tháng trước, đại bộ phận thời gian hắn đều mộ đạo ở dưới luân hồi thụ, tích lũy lĩnh ngộ, mở ra tòa sơn hà thứ năm, bây giờ đã có cảm ngộ cực sâu, nhưng ở vấn đề tìm kiếm phi vân tinh này, hắn tựa hồ rơi vào một ngõ cụt. Nửa tháng sau, hắn đã đủ cảm ngộ, dù sao còn có vô tương thánh nhân ở một bên giảng giải, còn có ma chủ tinh nguyên giúp đỡ. Hắn, muốn đột phá, không phải nhật nguyệt cảnh, mà là sơn hà cực hạn. Nhanh sao, không một chút nào, phải biết lăng hàn nắm giữ luân hồi thụ, từ lúc rời đi mộ lớn đến giờ, hắn đã tìm hiểu hơn 100 năm, cái này vẫn chưa thể lĩnh ngộ ra bí mật của tòa sơn hà thứ năm, vậy sau này hắn cũng không thể nào làm được. Lăng hàn thu hồi xuyên vân toa, đứng ngạo nghễ ở trong tinh không. Âm âm âm, thiên kiếp đúng hẹn mà tới, đây là lực lượng duy nhất chỗ nào cũng có ở trên đời, bất luận cái gì cũng không thể ngăn cản thiên kiếp đến. Lăng Hàn thở dài, mới qua hơn một năm, hắn lại phải trải qua một lần dần vặt như địa ngục. Thần cốt, nát cho ta, hắn chủ động đổ nát thần cốt, rèn luyện ở dưới thiên kiếp. Thần thiết cấp 4 và cấp 5, nhìn như chỉ kém một cấp, nhưng giống như thiên tài cửu tinh, đạt đến sơn hà cảnh đỉnh cao cũng không cách nào ngang hàng một người vừa đột phá nhật nguyệt cảnh, thần thiết cấp 4 và cấp 5 cũng tồn tại một rãnh trời như vậy. Trước đó thể phách của Lăng Hàn chỉ có thể coi là trên cấp 4, dưới cấp 5, chỉ có trải qua một lần rèn luyện như vậy, mới có thể đạt đến cấp bậc nhật nguyệt cảnh. Hắn âm thầm gật đầu, nếu không tu luyện ngũ đại cảnh giới đến cực hạn, thể phách của hắn cũng không cách nào đạt đến cấp độ mạnh nhất thế gian. Ngẫm lại khi đó cũng quá đáng sợ, cho dù hắn tay trói gà không chặt, nhưng coi như thánh vương tới cũng không làm gì được hắn. chương 1182, dưới lẫm thiên tông thượng. Có điều, bất diệt thiên kinh lại không phải hắn sáng tạo, coi như hắn là người thứ hai trên thế gian tu luyện môn công pháp này, vậy người số một thì sao? vị cường giả kia khẳng định chết đi, vì lẽ đó hắc tháp mới tìm chủ nhân mới. Người sáng tạo khẳng định tu luyện bất diệt thiên kinh tới cực hạn, nhưng hắn vẫn chết, điều này nói rõ. Cực hạn của bất diệt thiên kinh không phải cực hạn của võ đạo, cho nên mới có lực lượng mạnh hơn đánh nát. Lăng Hàn thu hồi tạp niệm, hắn cách võ đạo đỉnh cao còn rất xa, còn không cần lo lắng chuyện như vậy. Thần cốt toàn thân hắn nát tan, hóa thành hạt căn bản cực nhỏ, được thiên kiếp rèn luyện. Đồng dạng là thần thiết cấp 5, vậy khẳng định vẫn có khác nhau, lại như tiểu cực vị còn phân tiền kỳ, trung kỳ, hậu kỳ cùng đỉnh cao. Hoặc là không làm, muốn làm liền làm tốt nhất, âm âm âm, kinh lôi từng trận, trong hư không quy tắc thiên địa vô cùng bạc nhược, sơn hà cảnh có thể phi hành, mà không gian cũng rất dễ bị phá hoại, tiền điện dài vạn trượng tàn phá, nơi này thật giống như biến thành một lôi hải, cực kỳ óng ánh. Dù cho là lăng hàn, cũng cảm giác lần thiên kiếp này không bình thường, uy lực so với dĩ vãng lớn hơn rất nhiều. Năm tòa sơn hà, cực hạn chân chính trời cao không dung nửa ngày sau thiên kiếp biến mất tất cả khôi phục yên tĩnh mà lăng hàn thì đứng bình tĩnh lĩnh hội không giống trước đây lực lượng của hắn cũng không có tăng vọt mà là mở ra một cánh cửa để hắn có thể tăng lực lượng thêm một bước bão tố trên thất tinh bát tinh cửu tinh thậm chí thập tinh nhưng cuối cùng có thể đạt đến mấy tinh thì phải xem thiên phú cùng ngộ tính của hắn có thể tu tòa sơn hà thứ năm tới trình độ nào xa xa một đạo hào quang nhỏ yếu lấp lóe, chỉ thấy một chiếc tinh thuyền đang chạy đến. Lăng Hàn theo bản năng muốn trốn vào trong hắc tháp, nhưng hắn lập tức phục hồi tinh thần lại, đây không phải người đánh lén lúc trước, mà là cứu tinh của hắn. Đại khái là thiên kiếp kia động tính quá lớn, hấp dẫn chiếc tinh thuyền này, cố ý chạy tới xem một chút. Tốt rồi, lần này rốt cuộc không cần chạy loạn ở trong tinh không. Lăng Hàn lộ ra mỉm cười, đây thực sự là chuyện tốt nối gót đến. Hắn lấy ra một viên dịch dung đan ăn vào tinh thuyền đến phụ cận lăng hàn, nhưng không có dừng, chỉ để tốc độ chậm lại. Thời điểm khởi động, tinh thuyền tiêu hao chân nguyên thạch nhiều nhất, bởi vậy coi như đối phương chịu để lăng hàn lên thuyền, vậy cũng không cần thiết cố ý ngừng thuyền, giảm tốc là được. Thân hình của lăng hàn bay lượt, tinh thuyền cũng không có mở ra tấm chắn, chuyện này rất bình thường, không có gặp phải nguy hiểm mở tấm chắn làm gì, hoàn toàn là lãng phí chân nguyên thạch. Hắn rơi vào trên bong thuyền, phía trên đã có ba người đàn ông đang đợi hắn. Các hạ xương hô như thế nào? Một tên nam tử hỏi, hắn là cường giả nhật nguyệt cảnh, khí tức cường đại, hình thành một loại áp chế trên cấp độ. Hắn nguyên bản vô cùng thận trọng, nhưng cảm ứng được khí tức của Lăng Hàn chỉ là sơn hà cảnh, liền lập tức thả lòng. Lăng Hàn ôm quyền nói, tại hạ Hàn Lâm, trước gặp phải cường đạo tinh hải, may mắn đào mạc, nhưng mất đi tinh thuyền không cách nào đi tới chỗ cần đến, may là gặp phải chư vị cứu giúp. Nếu người đánh lén kia cho rằng thành công, vậy tại sao không tạm thời bảo mật thân phận, cho mình một hoàn cảnh trưởng thành thong dong? hóa ra là hàn tiểu hữu nam tử kia gật gù tuy lời này của lăng hàn không biết thật giả nhưng muốn nói đối phương chuyên ở chỗ này chờ bọn họ bố trí cạm bẫy hắn ngược lại càng không tin dù sao tinh hải quá to lớn ai có thể nắm giữ đường hàng không của đối phương tiểu hữu muốn đi nơi nào hắn lại hỏi phi vân tinh lăng hàn nói nam tử kia không khỏi nở nụ cười thật vừa vặn chúng ta cũng muốn đi phi vân tinh vậy liền thuận tiện đưa tiểu hữu một đoạn đường đa tạ lăng hàn vội vàng nói ở thần giới thực lực đại biểu tất cả, một cường giả có thể giúp người làm điều tốt, chuyện này rất không dễ dàng. Nam tử kia phất phất tay, để một thủ hạ mang Lăng Hàn xuống nghỉ ngơi. Lăng Hàn cùng người kia Hàn Huyên, biết được đây là đội buôn của Mạc Gia, đại hán vừa nãy tên Mạc Cô, là một nhân vật trung kiên của Mạc Gia. Mạc Gia, bổn ra ở trên Nam Phong Tinh, nhưng bởi vì kinh doanh tinh vũ mậu dịch, nên bọn họ ở tất cả đại tinh cầu, tất cả đại hoàng triều đều có phân bộ, làm cho địa vị của Mạc Gia rất siêu nhiên, nếu Nam Phong Hoàng triều muốn gây bất lợi cho bọn họ, cùng lắm bọn họ đổi chỗ khác, chế tạo ra viên lần nữa. Chuyến này, bọn họ vận chuyển lượng lớn hàng hóa tới Phi Vân Tinh, cũng thật vừa vặn, bởi vì Lăng Hàn Độ Thiên Kiếp khiến bọn họ chú ý, mới sẽ lệch khỏi đường hàng không đến nhìn một chút. Lăng Hàn âm thầm ghi phần ân tình này vào trong lòng, người ta cứu viện có khả năng chưa hề nghĩ tới muốn hắn báo lại, nhưng nếu hắn không biết cảm ơn, vậy thì thật uổng làm nam nhi. Hắn xác thực lệch xa đường hàng không từ hợp Ninh Tinh đến Phi Vân Tinh nhưng vận khí không tệ, cách phi vân tinh cũng không quá xa, bởi vậy, chỉ cần 7 ngày thời gian, tinh thuyền liền tới phi vân tinh. Mặc cô thân là cường giả nhật nguyệt cảnh, tự nhiên không thể quan tâm tiểu nhân vật như Lăng Hàn, ở 7 ngày sau đó đều không có đến thăm Lăng Hàn, cho đến khi tinh thuyền chạm đất, thời điểm rời thuyền Lăng Hàn mới nhìn thấy đối phương, lần thứ hai biểu đạt vẻ cảm kích. Lăng Hàn ở trong thành mua tấm bản đồ, đối chiếu một chút, phát hiện mình cách lẫm thiên tông cũng không xa. Phi Vân Tinh chỉ có hai hoàng triều, phân biệt là tứ hải hoàng triều cùng thiên quân hoàng triều mà bản đồ của hai hoàng triều này gộp lại cũng không lớn bằng địa bàn của lẫm thiên tông hết cách rồi tuy tam nguyên thượng nhân không có hứng thú tranh bá thiên hạ nhưng lẫm thiên tông chiếm địa bàn lớn như vậy chẳng lẽ hai đại hoàng triều còn dám đi tấn công sao ngược lại hoàng triều còn tồn tại là tốt lắm rồi còn nữa địa bàn của hằng hà cảnh nhỏ hơn tinh thần cảnh cái này nói nghe được sao bởi vậy trạng thái hiện tại này mọi phương diện đều có thể tiếp thu cũng có thể thỏa mãn Hiện tại Lăng Hàn ở thiên quân Hoàng Triều, cách sơn môn của lẫm thiên tông chừng một tháng lộ trình, cái này vẫn là lấy tốc độ của phi vân toa đến tính toán, nếu như đổi thành hắn dùng hai chân chạy, vậy ít nhất phải nửa năm. Xuất phát, Lăng Hàn lấy ra xuyên vân toa, bay về lẫm thiên tông. Sau bảy ngày, hắn tiến vào phạm vi thế lực của lẫm thiên tông, lại sau mười mấy ngày, hắn mới đến sơn môn của lẫm thiên tông. chương 1183, dưới lẫm thiên tông hạ. T, chẳng trách gọi lẫm thiên tông ở trước mặt hắn là một ngọn núi cao vút trong mây ngay cả hắn mở ra chân thị chi nhãn cũng không cách nào nhìn thấy đỉnh núi khu vực che khuất trong mây phỏng chừng cũng phải mấy vạn trượng này chính là chính phong của thiên phong sơn xuyên vân phong ngoại trừ chính phong này còn có bảy phụ phong tương tự cực cao nhưng không có một ngọn núi nào cao giống nhau đến nơi này liền không thể điều khiển xuyên vân toa chạy loạn lăng hàn hạ xuống đi bộ đây chính là trọng địa của lẫm thiên tông rất nhiều nơi nghiêm cấm thông hành bày xuống các loại cấm chế, có đệ tử trong tông phụ trách tuần tra. Lăng Hàn không phải đến lừa bịp, bởi vậy hắn hoàn toàn không có dự định lợi dụng hắc tháp tiến vào cấm địa, mà đi đại đạo, đi tới dưới một tòa thứ phong. Hắn hỏi thăm một chút mới biết, nguyên bản một chủ bảy thứ phong đều không đồng ý người ngoài tiến vào, nhưng mấy ngày nay không giống, trong tông có mấy vị đệ tử hạt giống đang muốn chiêu thu thị vệ, hấp dẫn rất nhiều người đến đây tòng quân. Trước đã nói, chỉ có đệ tử hạt giống mới có tư cách chiêu thu thị vệ, mà trở thành thị vệ, ngoại trừ không thể được tài nguyên tu luyện, đãi ngộ khác kỳ thực không khác đệ tử chính thức, thậm chí khi đệ tử hạt giống được tam nguyên thượng nhân chỉ điểm, vẫn có thể ở một bên bàng thính. Hấp dẫn như vậy lớn cỡ nào, đừng nói người tiến vào không được lẫm thiên tông, ngay cả trong lẫm thiên tông, rất nhiều đệ tử bình thường cũng hao tổn tâm cơ muốn trở thành thị vệ của một đệ tử hạt giống nào đó. Lại nói, mỗi một đệ tử hạt giống tương lai tất trở thành cường giả tuyệt thế, chỉ ít cũng là tồn tại nhật nguyệt cảnh đại viên mãn, ngưỡng cửa tinh thần cảnh xác thực quá khó vượt qua, nhưng nhật nguyệt cảnh đại viên mãn còn chưa đủ châu bò sao. Nếu có thể nương nhờ vào cường giả như vậy, đối với ngày sau mình phát triển cũng có giúp đỡ cực lớn. Nói tóm lại, hiện tại Bạch Vân Phong, một trong bảy thứ phong là người đông như mắc cười, đều khát cầu trở thành thị vệ của một đệ tử hạt giống nào đó. Mỗi một tên đệ tử hạt giống nhiều nhất chỉ có thể nắm giữ ba thị vệ, tự nhiên là nhiều người thiệt ít, muốn cướp phá đầu. Tránh ra, tránh ra, chỉ nghe phía sau truyền đến thanh âm, bốn tên nam tử mở đường mà đến, phía sau là một người trẻ tuổi khuôn mặt âm trầm, khí huyết dồi dào, rất trẻ, nhưng tu vi thình lình đạt đến sơn hà cảnh đại viên mãn, rất kinh người. Đây là người nào, hung hăng bá đạo như thế, lẽ nào là đệ tử trọng điểm? Phụ cận có người nói, người ngay cả hắn cũng không biết, ta tại sao phải biết hắn? Kha kha, hắn là Trương Đồng, thị vệ của Dương Hạo Đại Nhân. Cái gì, Dương Hảo, chính là thiên tài siêu cấp kia, chỉ dùng 600 năm liền đạt đến nhật nguyệt cảnh Dương Hạo Dương Đại Nhân. Đương nhiên, tê, có điều, châu bò cũng là Dương Đại Nhân, cùng hắn có quan hệ gì? Người không biết, Trương Đồng đã từng là đệ tử trọng điểm của Lẫm Thiên Tông, cố ý từ bỏ thân phận này vào dưới trướng của Dương Đại Nhân. Lúc trước rất nhiều người nói hắn ngốc, nhưng bây giờ thì sao, thậm chí có chút đệ tử hạt giống cũng muốn đi theo Dương Đại Nhân, đáng tiếc Dương Đại Nhân căn bản khinh thường. Thật hay giả, trong khi nói chuyện, bốn người mở đường đã đi tới phía sau Lăng Hàn, những người khác đều ngoan ngoãn nhường đường, để Lăng Hàn có vẻ rất đột ngột tiểu tử không nghe bảo ngươi cút sao bốn tên nam tử này đều lạnh lùng hừ nói lang hàn cười nhạt thực lực không mạnh nhưng phô trương không nhỏ a à. cái gì một tên nam tử đi lên ngươi có biết thiếu chủ nhà ta là ai hay không há là ai lang hàn cười nói hắn là thật không để ý trương đồng đồng thiếu tên nam tử này ngạo nhiên nói tựa hồ mình chính là trương đồng kia lang hàn nha một hồi nói nói như vậy các ngươi chính là chó săn của chó săn là nhị cầu tử sao? Ngươi, 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 nam tử kia tức giận đến chỉ vào lăng hàn, ngươi sống thiếu kiên nhẫn sao? Há, đây chính là đạo đại khách của lẫm thiên tông. Lăng hàn hỏi, sai rồi, chúng ta không phải đệ tử của lẫm thiên tông, sẽ không bị tông quy hạn chế. Nam tử này âm trầm nói, sau đó vung tay, các anh em, chúng ta đến cho tên này một cái giáo huấn sâu sắc. Kha kha kha, ba người khác cũng đứng dậy, dồn dập nhìn chằm chằm lăng hàn, như ngã lang nhìn thỏ trắng vậy sau khi lăng hàn tu ra tòa sơn hà thứ năm khí tức nội liếm cả người thâm trầm như đại hải rất khó nhìn ra hắn mạnh mẽ mà hắn đột phá cực hạn của sơn hà cảnh đã là sự tình một tháng trước hắn bây giờ lực lượng thẳng tiến thất tinh lực lượng thất tinh ở sơn hà cảnh đỉnh cao khái niệm này nghĩa là gì hắn liếc nhìn trương đồng nói thủ hạ của ngươi cắn loạn ngươi mặc kệ không quản sao đánh gãy răng hắn cho ta trương đồng biến sắc lạnh lùng nói Nguyên bản hắn cũng không để lăng hàn ở trong mắt, loại tiểu nhân vật này đánh thì thôi, hắn sẽ không thèm liếc mắt nhìn, hung hăng thì đã sao, tại sao thị vệ của Dương Hạo Đại Nhân không thể hung hăng, phải biết tam nguyên thượng nhân cũng có ý định thu Dương Hạo làm đệ tử thân truyền A. Một khi Dương Hạo thật thành thân đồ của cường giả hằng hà cảnh, vậy hắn nghênh ngang mà đi ở lẫm thiên tông thì đã làm sao? Kha kha kha, bốn con chó săn cười gần, Trương đồng làm người bá đạo, bọn họ cũng hung hăng quen rồi, hoàn toàn không biết cái gì gọi là thu liếm người ở phụ cận vội lui lại sợ bị chiến đấu ảnh hưởng kia là trương đồng a ai dám quản chuyện vô bổ lại nói bọn họ cũng không phải đệ tử của lẫm thiên tông lại có lập trường gì đến quản việc này hư khinh người quá đáng đúng lúc này chỉ thấy một cô gái mặc áo xanh từ trong đám người đi ra một bầy chó săn mà thôi cũng dám hung hăng như thế trương đồng liếc mắt nhìn nàng không khỏi lộ ra vẻ kinh diễm này là một mỹ nữ tuyệt sắc tóc đen như thác nước da thịt trắng tuyết ngũ quan cực kỳ tinh xảo, đặc biệt là đôi mắt to, thật giống như biết nói, tràn ngập mị lực của thiếu nữ. Trong lòng hắn không khỏi rung động nói, vị cô nương này, xưng hô như thế nào, người quản ta là ai, bổn cô nương chính là không ưa loại ác bá tùy ý bắt nạt người như các ngươi. Thanh y mỹ nữ ngẩng cái cổ lên nói, như thiên nga kiêu ngạo. chương 1184, thị vệ hung hăng. Sư muội lại có một tên nam tử ép ra ngoài, vóc người ngang dài, khôi ngô đến kinh người, nhưng không hiện ra khí phách, trái lại có chút sợ hãi rụt rè, hắn vừa hướng đám người trương đồng cúi đầu khom lưng, vừa nói. Thật không tiện, thật không tiện, đây là sư muội của ta, nói chuyện làm việc có chút kích động, các vị chớ trách, chớ trách. Mọi người nhìn ở trong mắt, đều âm thầm lắc đầu. Tính cách của đôi sư huynh muội này cũng thật cực đoan, một cái ghét ác như thù, một cái khác lại nhát gan sợ phiền phức. Trương đồng nhưng cười gần nói, một câu không tiện, liền xong hết mọi chuyện sao, cái kia, trương thiếu gia ngài muốn thế nào tráng hán hỏi xông tới bản thiếu đương nhiên phải cẩn thận nhận lỗi không bằng như vậy chờ sau đó chúng ta đi thiên viễn tử lâu uống chút rượu nói chuyện phiếm trương đồng nhìn chằm chằm thanh y mỹ nữ trong lòng ngứa ngứa mọi người bừng tỉnh nam nhân ai nghe không hiểu ý ở ngoài lời trong đó trương đồng chính là muốn nha cái này tráng hán do dự sư huynh hắn chỉ là một con chó săn tại sao chúng ta phải e ngại hắn Thanh y mỹ nữ tức giận nói, sư muội, ta đã nói với người bao nhiêu lần, không nên gây chuyện, ai? Tráng hán thở dài, nhưng thời điểm mọi người ở đây cho rằng hắn muốn thỏa hiệp, hắn lại làm ra tư thế tiến công nói. Ai cũng đừng hòng làm nhục sư muội của ta, thời khắc này, hắn thực là uy phong lẫm lẫm, nào còn có một chút xíu uất ức. Trương đồng không khỏi cười ha ha nói, hóa ra là ngốc thiếu, bắt cho bản thiếu, hắn duỗi tay chỉ vào tráng hán, tin tưởng chỉ cần bắt người này, vậy thanh y mỹ nữ kia khẳng định chỉ có thể mặc cho hắn bài bố. Bốn chó săn tuân lệnh, tự nhiên cũng không kịp nhớ đi đối phó lăng hàn, mà như hổ như sói nhào tới tráng hán kia. Tuy trước đó bộ dáng của tráng hán kia nhu nhược, nhưng khi không thể thỏa hiệp, hắn cũng lộ ra một mặt hung hãn, song quyền rung lên, va và chạm vào nhau, nhất thời, rung động ra một đảo sóng gợn đáng sợ. Quả đấm của hắn cổ trướng, trước chỉ to bằng cái bát nhỏ, dù rất lớn, bất quá còn ở trong phạm vi bình thường, nhưng hiện tại chỉ ít gấp ba cái đầu, hóa thành bạch sắc, có ánh sáng kim loại lộng lẫy lấp lóe. Phù, cánh tay của hắn cũng dập dần theo, thật giống như sóng nước, không ngừng từ cổ tay vào tới bả vai, sau mỗi một lần gợn sóng, trên quả đấm của hắn sẽ nhiều thêm một đạo thần văn, trở nên càng mạnh mẽ hơn. Ồ, đây là võ kỹ gì, rất thú vị nha. Lăng Hàn ở một bên nhìn, hắn không vội nhúng tay. Xeo, bốn chó săn đã nhào tới, dồn dập ra tay. Oanh 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 oanh, tráng hán ra quyền, nhanh vô cùng, trong nháy mắt liền đánh ra bốn quyền, cùng bốn chó săn phân biệt oanh một cái. Cả người hắn giống như lò xo, tràn ngập co giãn, bởi vậy sau khi đánh ra một quyền, dựa vào lực phản chấn có thể nhanh chóng đánh ra quyền thứ hai. Lăng Hàn nhìn cẩn thận, mỗi ra một quyền, thần văn trên nắm tay của tráng hán sẽ biến mất một đạo, lực chiến đấu sẽ rơi xuống một ít. Thú vị, quyền lực sẽ theo số lần ra quyền mà suy yếu, nhưng chỉ cần hơi ngừng một chút, quyền lực lại sẽ tăng cường, lực chiến đấu chập trùng bất định. Tu vi của Tráng Hán kia là sơn hà cảnh tiểu cực vị hậu kỳ, mà bốn chó săn này có ba cái tu vi tương đương hắn, còn có một người thì mạnh hơn, đạt đến tiểu cực vị đỉnh cao. Bởi vậy, quyền thứ nhất của Tráng Hán đều đánh về trên người tên tiểu cực vị đỉnh cao kia, đây là đòn mạnh nhất của hắn. Chiến một hồi, không chỉ người bên ngoài rõ ràng, dồn dập nhìn ra rõ ràng, ngay cả bốn tên chó săn cũng phản ứng lại. Tăng nhanh công kích, không cho hắn cơ hội khôi phục quyền lực. Bốn người công kích càng ngày càng nhanh, để tráng hắn kia ra sức phung quyền, cứ như vậy, dù cho thần văn trên nắm tay hắn sẽ tự động khôi phục, nhưng tốc độ khôi phục còn kém tốc độ tiêu hao rất xa, lực công kích tự nhiên giảm mạnh. Không cho phép các người bắt nạt sư huynh của ta, thanh y mỹ nữ phát kiếm, vẻ mặt tức giận, cô nương, mọi người chỉ là luận bàn mà thôi, không cần ngạc nhiên như thế. Trương Đồng cười nói, đưa tay nhấn một cái, thanh y mỹ nữ tựa như gặp áp lực nặng nề, thân thể mềm mại lạnh run, ngay cả đứng cũng đứng không vững. Tu vi của Trương Đồng là Sơn Hà Cảnh Đại Viên Mãn, mà thanh y mỹ nữ chỉ là tiểu cực vị sơ kỳ, tranh lệch giữa hai bên như thiên địa. Sư muội tráng hắn thốt lên, nhưng bốn chó săn đã tìm ra chiến thuật nhầm vào hắn, nhốt hắn lại, sao có thể trợ giúp thanh y mỹ nữ? Đây thực sự là lẫm thiên tông sao, tại sao lớn lối như thế? Có người không cam lòng, nhỏ giọng nói, hết cách rồi, ai bảo chúng ta không phải đệ tử của lẫm thiên tông, lẫm thiên tông muốn xen vào cũng chỉ có thể quản sự tình trong tông. Ai, thực sự là không nhìn nổi ta nói gây chuyện không phải tiểu tử kia sao rõ ràng họa là hắn xông ra nhưng hiện tại như người không liên quan ở một bên xem cuộc vui đúng tên này không phải loại tốt rất nhiều người đều nhắm đầu mâu về lăng hàn chỉ cảm thấy tên này thực phong ân phụ nghĩa người ta rõ ràng là vì hắn mới dũng cảm đứng ra nhưng hiện tại ngược lại tốt tên này phủi mông một cái coi như chẳng có chuyện gì phát sinh lăng hàn tự nhiên nghe rõ ràng nhưng làm như không nghe thấy hắn muốn nhìn một chút tiềm lực của tráng hán này ra sao có thể ở trong nghịch cảnh tìm ra phương pháp hóa giải hay không bằng không thì thực là một mãng phu sư muội tráng hán không ngừng gọi vẻ quan tâm lộ rõ trên mặt sư huynh không cần phải để ý đến ta thanh y mỹ nữ miến cưỡng nói nhưng dưới áp lực mạnh mẽ chỉ nói mấy câu liền để nàng thở hồng hộc tráng hán kia giận dữ tóc đen bay múa một phần sáng màu vàng óng từ lòng bàn chân phát lên sau đó dâng lên đỉnh đầu của hắn biến mất không còn tăm hơi nhưng trên quả đấm của hắn lại bỗng nhiên thêm ra 10 đạo thần văn. Hắn nhất thời thần uy quá độ, oanh oanh oanh, trong nháy mắt liền đánh cho bốn chó săn tiếng kêu rên liên hồi, từng cái bay ra ngoài. Lăng hàn không khỏi bật cười, có một loại cảm giác không biết nói gì. Hắn là muốn nhìn tráng hán này sẽ nghĩ ra cách hóa giải gì, chiến đấu không thể chỉ dựa vào một chữ mãng, nhưng tên này ngược lại tốt, có thể phát huy chữ mãng đến cực hạn ta tăng cường từng đạo từng đạo thần văn không được, vậy thì 10 đạo 10 đạo mà đến. Đây đối với tên tráng hán kia mà nói tất nhiên là một gánh nặng không nhỏ, nhưng bây giờ hắn xác thực uy phong lẫm lẫm, có phong thái vô địch. Chương 1185, Lăng Hàn ra tay. Thả sư muội của ta ra, tráng hán giống to, phóng về phía Trương Đồng. Hư, không biết điều. Trương Đồng đưa tay ấn nhẹ, vù, nguyên lực hóa thành thần liên, đan dệt thành lưới, phủ đầu bọc lại tráng hán. Cảnh giới của song phương chênh lệch quá lớn, dù là Lăng Hàn, nếu áp chế hắn về tiểu cực vị hắn cũng không thể ngang hàng đại viên mãn, trừ khi là thiên tài thập tinh, vậy vừa vào tiểu cực vị liền có thể ngang hàng đại viên mãn hậu kỳ, có thể nói biến thái. Sư huynh, sư huynh, thanh y mỹ nữ kinh ngạc thốt lên, yên tâm, bản thiếu ra tay có chừng mực, trương đồng cười khà khà, cô nương, lần này có thể nói cho ta biết phương danh chứ. Thanh y mỹ nữ trợn mắt nhìn trương đồng, trên mặt tất cả đều là bất khuất. Trương đồng cũng không tức giận, nhìn bốn con chó săn vừa mới bỏ lên nói vừa nãy người này đánh các ngươi như thế nào, các ngươi liền đánh trở lại như thế đó. Vâng, đồng thiếu, bốn người này đều cười gần. Không, thanh y mỹ nữ kinh hãi đến biến sắc, làm sao người này có thể đê tiện đến mức độ như thế. Cô nương, phương danh, trương đồng cười ha ha nói, thanh y mỹ nữ này vốn là tiểu cô nương chưa hiểu thế sự, hắn tự nhiên là ăn chắc. Ta, ta tên, thanh y mỹ nữ trừng mắt, nỗ lực không cho nước mắt chảy xuống, chỉ cảm thấy oan ức phẫn nộ. Ha ha, Lăng Hàn cuối cùng đứng ra, phương danh của cô nương sao có thể để loại người hạ tiện này biết, cái này không phải ô nhục với cô nương sao. Hắn ngăn cản lời của thanh y mỹ nữ, sắc mặt của Trương Đồng không khỏi âm trầm, hắn đã khống chế tình thế, lại bị tiểu tử này phá hoại tiết tấu. Hắn hử lạnh một tiếng nói, còn lo lắng làm gì, giết cho bản thiếu. Hắn hít mắt lại, lộ ra sát khí uy nghiêm đáng sợ. Thật sự cho rằng hắn không dám giết người, quá ngây thơ, lẫm thiên tông không phải thiện đường, các ngươi không phải đệ tử của lẫm thiên tông chết cũng là chết vô ích vừa nãy bốn chó săn kia bị thiệt thòi cảm thấy trên mặt tối tăm lăng hàn xuất hiện vừa vặn cho bọn hắn cơ hội đòi lại mặt mũi bọn họ cũng không nhận ra lăng hàn mạnh bao nhiêu dồn dập lao tới tiểu tử này cũng coi như có chút cốt khí có điều không có tác dụng gì coi như hắn có thể đánh thắng bốn người này thì đã làm sao trương đồng là đại viên mãn phóng tầm mắt trong thế hệ trẻ tuổi có mấy người có thể áp chế hắn xác thực thiên kiêu chân chính sớm đã bị thu vào lẫm thiên tông. Hơn nữa, năm đó trường đồng chính là đệ tử trọng điểm, tương tự là thiên tài trong thiên tài, người cùng cấp có thể áp chế hắn cũng chỉ có cường giả đệ tử hạt giống. Người xung quanh dồn dập lắc đầu, đây là một chiến đấu không có bất ngờ, ai bảo tiểu tử này mắt không mở, đi trêu chọc trương đồng chứ. Bốn chó săn từ phương hướng khác nhau đập tới, sắc mặt mỗi người giữ tợn, chuyện như giết người, bọn họ vẫn làm không ít. Lăng Hàn lắc đầu, giơ tay lên, trong nháy mắt, xèo 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 xèo, bốn kiếm khí nổ ra, tuy hắn dùng ngón tay bắn ra, nhưng bốn kiếm khí này phảng phất như trời xanh đổ nát, nắm giữ khí thế vô thượng. Đây là Lăng Hàn vận dụng quy tắc, trước ở trong mộ lớn, Lăng Hàn được quy tắc chi kiếm dẫn dắt, mà thời gian qua lâu như vậy, Lăng Hàn ở dưới luân hồi thụ tìm hiểu, nắm giữ tự nhiên ngày càng sâu, hiện tại chỉ gảy ngón tay, kiếm ý tràn ngập, có lực lượng quy tắc giật động. Đùng 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 đùng, đùng. bốn tiếng vang giòn giã truyền đến, đầu của bốn chó săn này đổ nát, thần hồn bị rảo diệt. Bốn phía, yên tĩnh một cách chết chóc, người trẻ tuổi này nhìn như ôn hòa, nhưng vừa ra tay lại lôi đình vạn quân, hơn nữa quyết đoán mãnh liệt, thậm chí ngay cả cho người ta cơ hội xin khoan dung cũng không có. Bốn chó săn này dĩ nhiên bé nhỏ không đáng kể, nhưng Trương Đồng là ai? Thị vệ của Dương Hạo đã từng là đệ tử trọng điểm. Có thể đi theo bên người Dương Hạo, thỉnh thoảng lắng nghe cường giả giảng giải đại đạo, lực chiến đấu này có thể không đáng sợ sao? Tuy hắn vẫn không có bước vào nhật nguyệt cảnh, nhưng tuyệt đối là một trong những tồn tại mạnh nhất ở Sơn Hà Cảnh. Ai, tất cả mọi người lắc đầu thay lăng hàn, người trẻ tuổi này thực quá lỗ máng, làm việc không lưu đường lui cho mình, người vốn có thể tự vệ, vừa đánh vừa lui, Trương Đồng chưa chắc sẽ tự mình truy kích. Nhưng bây giờ thì sao? Nếu như Trương Đồng không giết lăng hàn, vậy mặt mũi của hắn còn đâu? Hừ, đúng là coi thường ngươi, Trương Đồng lạnh lùng nói, ánh mắt lạnh lẽo. Lăng Hàn vừa ra tay, hắn liền cảm ứng được thực lực của đối phương mạnh mẽ tuyệt đối không phải nhìn qua phổ thông như vậy có điều hắn tự nhiên không sợ lúc trước hắn là đệ tử trọng điểm nắm giữ lực lượng ngũ tinh lực chiến đấu bay thẳng lục tinh hiện tại hắn theo dương hạo lắng nghe cường giả truyền thụ võ đạo lực chiến đấu tự nhiên nâng cao một bước lực chiến đấu thất tinh hỏi ai có thể ngang hàng lá gan không nhỏ a à, ngay cả người của lẫm thiên tông cũng dám giết trương đồng uy nghiêm đáng sợ nói lăng hàn cười ha ha lắc đầu nói. Sai rồi, các ngươi chỉ là chó săn và nhị cầu tử, cùng lẫm thiên tông lại có quan hệ gì? Trương Đồng không khỏi cứng lại, trước chính là chó săn của hắn nói, năm người bọn họ đều không phải người của lẫm thiên tông, vậy quy củ của lẫm thiên tông cũng không quảng tới trên người bọn họ, giết người lại làm sao? Nhưng bây giờ thì sao? Lăng Hàn dùng thuyết pháp này nói với hắn, chỉ là tiểu tử này cũng quá thiếu đạo đức, miệng đầy chó săn, nhị cầu tử. Hắn nhìn chằm chằm Lăng Hàn nói, không sai, thực lực mạnh đương nhiên muốn làm gì cũng được chỉ là nếu bản thiếu ra tay người nghĩ có thể chặn bao nhiêu chiêu há người rất mạnh sao lăng hàn móc móc lỗ tai không phản đối mảy may trương đồng hừ một tiếng nói bản thiếu chính là sơn hà cảnh đỉnh cao lực lượng cao tới ngũ tinh lực chiến đấu đến thất tinh cái gì người xung quanh vừa nghe không ai không kinh ngạc thốt lên chỉ cảm thấy tê cả ra đầu điều này có thể sao thiên tài ngũ tinh cũng chỉ là tồn tại ở trong truyền thuyết nhưng tên này chỉ là lực lượng liền đạt đến ngũ tinh, lực chiến đấu bay thẳng thất tinh. Nếu thật như vậy, hắn còn làm thị vệ gì, hoàn toàn chính là đệ tử hạt giống a. lang Hàn rõ ràng, con đường võ đạo như đi ngược dòng nước, không tiến ắt lùi. Hiện tại Trương Đồng nắm giữ lực lượng ngũ tinh, nhưng bước vào Nhật Nguyệt cảnh, hắn không hẳn có thể duy trì, có lẽ sẽ rơi xuống tứ tinh thậm chí tam tinh. Chương 1186, một núi còn cao hơn một núi. Lại như hắn tu ra tòa sơn hà thứ năm, có thể để lực lượng tăng lên tới thập tinh, nhưng bước vào nhật nguyệt cảnh, nếu không thể tu ra vòng nhật nguyệt thứ năm, vậy lực lượng của hắn sẽ rơi xuống tới cửu tinh thậm chí bát tinh. Tinh thần cảnh vẫn dừng ở bốn viên tinh thần, vậy còn sẽ rơi xuống lục tinh, thất tinh. Vì lẽ đó, thiên tài mấy tinh cũng không phải cố định, hơn nữa, cảnh giới càng cao, muốn duy trì lực lượng sẽ càng khó, bởi vì điều này cần tu mỗi một cảnh giới đến trình độ hoàn mỹ. Lực lượng ngũ tinh sao? Hắn khẽ mỉm cười, xác thực, lực lượng ngũ tinh rất mạnh, nhưng hắn chưa có tu ra tòa sơn hà thứ năm liền nắm giữ lực lượng lục tinh, hiện tại càng bão tố lên thất tinh. Đừng nhìn chỉ kém hai tinh lực lượng, nhưng từ lục tinh đến thất tinh, đây là một bản chất bay vọt, nhất định phải tu ra tòa sơn hà thứ năm mới có thể đạt đến, thật giống như ba tinh lực lượng cuối cùng ở phá hư cảnh, chỉ có thiên địa mới có thể ban tặng. Sợ sao, trương đồng cười gần, quy xuống dập đầu, bái bản thiếu làm chủ, bản thiếu thương ngươi một thân tu vi không dễ, có thể thu ngươi làm nô tài. lang Hàn lắc đầu nói. Ngươi tự kỷ cũng quá cao rồi. Được rồi, ra tay đi, ta chẳng muốn phí lời với loại cặn bã như ngươi, giết ngươi xong, ta còn có chính sự phải làm. Phốc, tất cả mọi người giật mình, đến lúc này ngươi còn mạnh miệng. Thiên tài thất tinh a, à, quả thực chính là vô địch cả thế gian. Thiên tài như vậy lại chỉ có thể làm thị vệ, vậy Dương Hạo lại là thiên tài gì? Bát tinh, Cửu tinh, Thập tinh, muốn chết? Trương Đồng không nhịn được ra tay, tay phải thò ra, đập tới Lâm Hàn. Đòn đánh này hắn chỉ tiện tay, bởi vì hắn quá tự tin, cho rằng một đòn như vậy đủ để kiến công. Lăng Hàn liếc mắt, xèo, một luồng ánh kiếm xẹt qua, kinh diễm chư thiên. a à, trương đồng che tay trở ra, máu tươi từ trong khe hở chảy ra, rơi xuống trên đất. Mọi người kinh hãi, không nói ra được một câu, đường đường thiên tài thất tinh, hơn nữa đã đứng ở sơn hà cảnh đỉnh cao, lại bị người gảy ngón tay liền đả thương, điều này để người ta làm sao tiếp thu. Ngươi, ngươi, trương đồng kinh hãi, giơ tay nhìn, bàn tay phải của hắn bị đâm ra một cái động, lỗ máu trong suốt để hắn sởn cả tóc gáy. Tuy hắn chỉ tùy ý ra đòn, nhưng đối phương cũng rất tùy ý, thấy thế nào cũng không giống như vận dụng bí pháp gì, nhưng một đòn lại hoàn toàn nghiền ép hắn. Sao có khả năng xuất hiện yêu nghiệt đáng sợ như thế? Thiên tài đỉnh cấp không phải sớm bị thu vào trong tông sao? Đừng nhìn trương đồng hung hăng bá đạo, nhưng thật sự cho rằng hắn không có đầu óc sao? Đương nhiên không thể, hắn nhận định hôm nay không thể có thiên tài siêu cấp gì, vậy hắn tự nhiên có thể hung hăng bá đạo, phải biết, hắn là thiên tài cấp bậc đệ tử trọng điểm, lại đứng ở sơn hà cảnh đỉnh cao, có thể nói, ngay cả rất nhiều đệ tử hạt giống cũng không phải là đối thủ của hắn, tranh lệch cảnh giới quá to lớn. Nhưng hiện tại, hắn gặp phải một kinh địch, người cái gì, vẫn không có học ngoan sao, lang hàn lạnh lùng nói. Có điều, ngươi cũng không cần học ngoan, bởi vì ngươi căn bản không có sau này. Nói láo, trương đồng hét lớn, hắn vỗ ngực một cái, một tia sáng xanh dịu giật động, hiện ra một đỉnh nhỏ màu xanh lục. Lục đỉnh vừa trồi lên liền xoay tròn phóng to, hóa thành một đại đỉnh cao tới 10 trượng. Chấn cho ta, hắn hét lớn một tiếng, lục đỉnh lập tức rủ xuống vạn đạo khí thể màu xanh lục, chấn áp tới lăng hàn. Mỗi một tia thanh khí đều hóa thành đại xa, nặng như núi lớn, vẫn chưa đến gần, thì có uy thế không cách nào nói rõ hạ xuống, để đại địa run dày. Đây là một thần khí ghê gớm, thúy chướng đỉnh, có người kinh hô, cái này cái này, đây là vô thượng trí bảo của Dương Hạo Đại Nhân, lại ban thưởng cho hắn. Cái gì, Thúy Trướng Đỉnh, kia là thần khí cấp bậc nhật nguyệt cảnh, có người nói cao tới cấp 8, ở trong thần khí nhật nguyệt cảnh cũng xếp hạng rất cao. Không, cái này không phải Thúy Trướng Đỉnh, chỉ là một khí cụ mô phỏng, bằng không đỉnh này vừa xuất hiện, chúng ta còn có thể đứng quan chiến sao. Cũng đúng, thần khí như vậy xuất hiện, chỉ là một đạo khí tức liền có thể trấn áp chúng ta nhưng coi như chỉ là một khí cụ mô phỏng cũng vô cùng đáng sợ phỏng chừng ở trong thần khí sơn hà cảnh cũng là số một số hai hừm không thấy trương đồng lấy tâm huyết ôn dưỡng thần khí này sao nói rõ bằng lực lượng của bản thân hắn căn bản không điều khiển được nhất định phải lấy tâm huyết rèn luyện lấy huyết khí chăm sóc để thần khí trở thành một bộ phận của thân thể mới có thể dịch động lần này người kia phải tao ương oanh thanh khí nổ xuống từng đại xà va chạm phảng phất như từng viên đại tinh từ trên trời giáng xuống chấn động đến mặt đất không ngừng run lên, thanh thế cực kỳ đáng sợ. Trương Đồng cười gần, lại ép hắn lấy ra thúy chướng đỉnh phòng chế, tiểu tử này cũng coi như có chút thực lực, nhưng hiện tại hết thảy đều kết thúc, lấy thực lực của hắn lại thêm thúy chướng đỉnh, còn có sơn hà cảnh nào không thể chấn áp. Cái gì, nhưng hắn lập tức biến sắc, bởi vì thúy chướng đỉnh đang run rẩy. Chuyện này, cái này cũng chấn không được tiểu tử kia, oanh, thanh khí nghịch thiên mà lên, chỉ thấy lăng hàn một quyền hướng thiên, đại đỉnh bị đánh cho loạn trò loạn trò ngay cả thanh khí cũng không thể rủ xuống. Oa, wow, Trương Đồng phun ra một ngụm máu tươi, hắn cùng Thúy Trướng đỉnh phỏng chế này tâm thần liên kết, Thúy Trướng đỉnh bị oanh kích, hắn cũng bị phản phệ, chỉ cảm thấy trong cơ thể sôi trào, thật giống như thân thể muốn nổ tung. Mọi người ngơ ngác, Trương Đồng lại thêm Thúy Trướng đỉnh phỏng chế, hai người hợp nhất, lại còn không thể trấn áp Lăng Hàn. Cái này, phải biết Trương Đồng vốn là đệ tử trọng điểm, nhưng bây giờ lại bị người dễ dàng đánh bại, cái này há chẳng phải nói. Thực lực của Lăng Hàn có thể vào đệ tử hạt giống. A à, hát, hát hát, điều này bảo người ta làm sao tin tưởng? Ngươi, ngươi rốt cuộc là người nào? Trương Đồng biết lần này đá vào tấm sắt rồi, ngươi giết ngươi, Lăng Hàn xuất thủ, đấm ra một quyền, thiên địa mất sắc. Trương Đồng khẽ cắn môi, căn bản không dám đón đỡ, xoay người bỏ chạy. Chạy, kiêu ngạo như Trương Đồng, cư nhiên chỉ cùng Lăng Hàn qua hai chiêu liền chạy. Mọi người cảm thấy bất khả tư nghị, suy nghĩ lại một chút, tuy chỉ hai chiêu nhưng Trương Đồng không phải bị thua thiệt nhiều sao. Lần thứ hai ngay cả Thúy Trướng đỉnh phỏng chế cũng tế xuất, vẫn bị phản phệ tổn thương. Trương 1187, nói giết liền giết. Vậy còn đánh cái rắm Lăng Hàn cười nhạt, gảy ngón tay một cái, kiếm ý dương động, hóa thành một đạo lưu quang, nhanh chóng đuổi theo Trương Đồng. Mau như quang mang, Trương Đồng xuất thủ ngăn cản, nhưng một kiếm này quá nhanh, hắn sao chống đỡ được, phốc, kiếm quang nổ tung ở trên lưng của hắn, trẻ hắn thành hai đoạn người xung quanh đều dọa đái ra, mạnh mẽ như trương đồng, cư nhiên bị người tùy ý chém thành hai đoạn. Lang Hàn hết sức hài lòng, một kích này hắn kết hợp khoái tự kiếm quyết cùng quy tắc chi lực, mới có thể đã nhanh lại uy lực cường đại. Nhưng so với nhau, đơn thuần sử dụng khoái tự kiếm quyết sẽ càng nhanh hơn, mà chỉ sử dụng quy tắc chi lực, lực phá hoại của một kiếm này lại mạnh hơn. Hắn quả thực tổng hợp đặc điểm của hai người, nhưng hiển nhiên còn không có phát huy hai đặc điểm này đến thực hạn. Đây là chuyện tốt, nói rõ uy lực của một kiếm này còn có thể đề thăng. Trương Đồng vẫn chưa chết, sinh mệnh lực của võ giả Sơn Hà Cảnh mạnh mẽ không gì sánh được, hắn đưa tay giáp hai đoạn thân thể của mình, một bên liều mạng vận chuyển nguyên lực, ngăn cản huyết dịch sói mòn, nguyên khí tổn thương nặng nề. Hắn ho ra máu nói, các hạ, người đừng khinh người quá đáng, phải biết, chủ nhân của ta là Dương Hạo Dương Đại Nhân. Đã biết, Lăng Hàn gật đầu, không chút do dự bắn ra một kiếm. Đệt, trong lòng Trương Đồng chửi má nó, người biết cái quỷ a hắn đã mang dương hạo ra ngoài người còn không chịu dừng tay lúc này đoàn người đột nhiên oanh động đây không phải là người ở phụ cận xem cuộc chiến mà là toàn bộ người dưới chân núi cái kia có ít nhất 10 vạn người cùng nhau ồn ào náo động lên phát sinh thanh âm kinh thiên động địa mấy đệ tử hạt giống muốn tuyển chọn thị vệ cuối cùng hiện thân mọi người thấy vậy tự nhiên dồn dập hô lên để đệ tử hạt giống chú ý xem vừa mắt thu mình làm thị vệ lần này có tất cả 20 đệ tử hạt giống xuất hiện, nam anh Tuấn, nữ tuyệt mỹ, đều trẻ tuổi không gì sánh được, mỗi người tản ra khí tức cường đại. Hừ, một đám cặn bã, tại sao ta lại chọn loại phế vật này theo bên người? Một lục y thiếu niên lập tức hừ lạnh nói, có vẻ thập phần cao ngạo. Tu vi của hắn chẳng qua là sơn hà cảnh trung cực vị, tuyệt đối không cao lắm, nhưng được lẫm thiên tông liệt vào đệ tử hạt giống, nói rõ thiên phú võ đạo của hắn tất nhiên vô cùng cường đại, tông môn nhìn chúng là tiềm lực tương lai, mà không phải thực lực trước mắt. Đúng vậy, hay là trở về đi thôi. Một thiếu nữ nói, trên trán của nàng có một chu sa ấn, để nàng có thêm một tia minh diễm. Di, hình như nơi kia có gây rối. Một hồng bào thanh niên đột nhiên chỉ vào địa phương Lăng Hàn và Trương Đồng giao thủ nói. Đó là, Trương Đồng, lục y thiếu niên bật thốt lên, hắn lập tức lộ ra vẻ không vui nói. Thị vệ của Dương Sư Huynh cũng có người dám động sao. Ta ngược lại muốn nhìn một chút, là ai to gan như vậy thân hình hắn nhảy động, chạy về phía lăng hàn, mọi người vội vã nhường đường, dừng tay, ánh mắt của lục y thiếu niên đảo qua, lập tức mở miệng kêu lên. Phù thiếu, trương đồng như được cứu tinh, kích động đến kêu lên. Đây chính là đệ tử hạt giống, đối phương nhúng tay, hắn tất nhiên được cứu. Phốc, chỉ là hắn cao hứng qua sớm, lăng hàn căn bản không có ý tứ dừng tay, lại gảy ngón tay, trực tiếp oanh bạo đầu của hắn, thần hồn câu diệt, ngay cả sáng thế cảnh cũng không thể cứu sống ngươi lục y thiếu niên tức giận đến cả người run rẩy hắn đã nói dừng tay nhưng này người lại không để ý tới thực sự là gan to bằng trời tội đáng chết vạn lần ngươi là tự sát hay muốn ta xuất thủ hắn lạnh lùng nói ngu ngốc lăng hàn nói một tiếng đi thẳng về phía trước tốt tốt lục y thiếu niên chỉ vào lăng hàn nhưng lăng hàn căn bản không để ý đến hắn từ bên người của hắn thong dong mà qua hắn càng ngày càng bạo lấy tay chộp tới lăng hàn nói Người có biết ta là ai không? Ta là Phù Lương Giả, Hoàng Thái Tôn của Thiên Quân Hoàng Triều. Lăng Hàn không quay đầu lại, chỉ gảy ngón tay một cái, ba, bàn tay của Phù Lương Giả bị xuyên thủng một lỗ máu. a à, hắn kêu thảm thiết, người xung quanh thì sợ đến mặt mũi trắng bệch, người này cũng quá mạnh đi, chẳng những giết Dương Hạo, ngay cả đệ tử hạt giống cũng xuất thủ đả thương. Thật can đảm, thật can đảm, vẻ mặt của Phù Lương Giả tái nhợt, ỉ vào tu vi cao hơn ta, lấn ta đúng hay không? hắn chỉ là sơn hà cảnh trung cực vị, mặc kệ hắn thiên tài ra sao cũng không thể đấu sức với cao thủ đại viên mãn. Hắn dám không chút kiêng kỵ xuất thủ, tự nhiên là bởi vì thân phận hắn đặc thù, đệ tử hạt giống của Lẫm Thiên Tông, hoàng thái tôn của Thiên Quân hoàng triều. Lăng Hàn không để ý tới, thẳng đến phía trước, đó là địa phương rất nhiều đệ tử hạt giống đứng. Hắn đã thấy một người, đúng là mục tiêu chuyến này của hắn. Cửu quận vương Hồ Phỉ Vân, nàng mơ hồ như đang ngủ gật, một bộ chưa tỉnh ngủ, cùng những người khác anh khí bột phát, ngạo khí ngất trời là hoàn toàn không hợp. Thật không biết nàng là vì sao được chọn làm đệ tử hạt giống. Phù lương dạ một kích chịu thiệt, cũng không có xuất thủ tiếp, ngược lại đây là địa bàn của lẫm thiên tông, đối phương có thể chạy trốn tới đâu. Hắn theo lăng hàn, xuyên qua đoàn người, đi tới địa phương nguyên lai. Hừ, cầu nên ở địa phương của cậu, nơi này là nơi người có thể đặt chân sao. Thiếu nữ trên trán có hồng ấn lập tức trách mắng, hiện ra hết hèn mọn nàng là an môn tinh bách điều hoàng triều càn thi vân càn gia ở bách điều hoàng triều chính là thế lực siêu cấp trong tộc có cường giả tinh thần cảnh đại viên mãn tọa chấn ngay cả hoàng thất cũng áp dụng biện pháp thông gia lôi kéo càn gia bởi vậy càn thi vân cùng công chúa không có gì khác biệt tự nhiên mắt cao hơn đầu tuy dung mạo của nàng rất đẹp nhưng thủy nhạn ngọc liền có thể miểu sát nàng phong tình càng vượt qua vô số lần huống chi lăng hàn còn ở cùng loạn tinh nữ hoàng hai năm còn có mỹ nữ bảo có thể được lăng hàn để vào mắt hắn chỉ làm như không nghe thấy, trực tiếp đi tới trước hồ phỉ vân. Đáng chết, Càn Thi Vân hừ lạnh, giơ tay lên một cái, sử dụng một cây roi ra, quất tới lăng hàn, có thần văn dương động, hiển nhiên, đây là một kiện thần khí. Tu vi của nàng cao hơn phù lương dạ, đạt tới sơn hà cảnh đại viên mãn đỉnh phong. Một roi này, uy thế kinh người, chương 1188, thần nữ lô. Đây là một thiên tài không thua thiệu tư tư, hạ vô khuyết, lực lượng đạt tới lục tinh. Ở Sơn Hà Cảnh Đỉnh Phong, lại tăng sáu tinh lực lượng, cái này đáng sợ đến cỡ nào. Hô, một roi này, dương động phong vân, như muốn xé mở thương thiên. Bất đồng, khác nhiều, tuy phù lương giả cũng là đệ tử hạt giống, nhưng dù sao cảnh giới kém hơn quá nhiều, căn bản không có biện pháp đánh đồng nàng. Lăng Hàn tự nghĩ nếu ở hai năm trước, hắn đối mặt một roi này cũng chỉ có dựa vào khí lực trọi cứng. Nhưng bây giờ, hắn rất tùy ý giơ tay lên, hai ngón tay kẹp chặt, ba, roi ra liền đàng hoàng đứng ở giữa kẽ tay của hắn. Phốc, thấy một màn như vậy, vô số người đều giật mình. Đây chính là đệ tử hạt giống của lẫm thiên tông A, hơn nữa còn đứng ở sơn hà cảnh đỉnh phong, từ lý luận mà nói, ở sơn hà cảnh nàng là vô địch, chỉ ít không ai có thể áp chế nàng. Nhưng thanh niên kia lại hời hợt kẹp lấy trường tiên của nàng, dáng dấp còn nhiều dư lực, thực lực này sai biệt lớn bao nhiêu. Đôi mắt đẹp của Càn Thi Vân cũng chừng lớn, trong lòng thấy lạnh cả người, tại sao thanh niên này cường đại như vậy? đối phương căn bản không dùng bí pháp gì bằng lực lượng kẹp lấy trường tiên của nàng ý vị này là lực lượng của đối phương vượt xa nàng thứ hai khí lực của đối phương thập phần khủng bố nếu không thì coi như lực lượng của ngươi lại lớn cũng không thể tay không đón thần khí làm sao cũng sẽ thụ thương nhưng mà thế gian tồn tại hạng người như vậy sao nếu có không phải là đệ tử hạt giống của lẫm thiên tông sao lang hàn buông tay ra nói đối nhân xử thế không nên quá bá đạo giúp mọi người làm điều tốt cũng là lưu một đường lui cho mình. Hắn nhìn về phía hồ phỉ vân, lộ ra tiếu dung nói. Cửu quận vương, người có thư, hồ phỉ vân mơ mơ màng màng, mờ mịt phương tay tiếp nhận, vội vã đảo qua một lần, khuôn mặt kỳ quái nói. Tỷ tỷ đại nhân phái người đi làm thị vệ cho ta. Đúng thế, Lam Hàn gật đầu, cái gì, nghe được đối thoại của hai người, người lân cận đều kinh ngạc đến ngây người. Thiên tài như vậy, cư nhiên là thị vệ của hồ phỉ vân tuy mọi người đều tranh nhau muốn làm thị vệ của đệ tử hạt giống nhưng đó là bởi vì thiên phú của bọn họ không tính cao không thể được lẫm thiên tông thu nhận lúc này mới đường cong cứu quốc nếu không thì cái này dù sao cũng là thân phận tôi tớ có mấy người nguyện ý hạ mình mà theo lăng hàn triển lộ thực lực hắn hoàn toàn có tư cách trở thành đệ tử hạt giống vậy hà tất đi làm thị vệ chứ coi như hắn bỏ lỡ lẫm thiên tông thu đồ đệ lần này lẽ nào không thể chờ lần sau sao cũng chỉ trăm năm mà thôi với thần linh mà nói trăm năm không phải thời gian quá dài. Mọi người đều khó hiểu, ánh mắt hâm mộ nhìn Hồ Phỉ Vân, có thể có được một thị vệ cường đại như thế, địa vị của nàng ở trong tông sẽ càng cao hơn. Ngươi, là ai? Hồ Phỉ Vân vẫn rất mơ hồ. Lăng Hàn cười cười nói, Hàn Lâm, Hàn Lâm, Hàn Lâm, Lăng Hàn. Đột nhiên đôi mắt đẹp của Hồ Phỉ Vân sáng lên, ý mơ hồ mất hết, khuôn mặt lộ ra tiếu dung. Tính cách của nàng có chút mơ hồ, nụ cười này cũng tràn đầy thiếu nữ ngây thơ khả ái lăng hàn mỉm cười tuy cô nàng này mơ hồ nhưng tuyệt không đần chỉ nghe một cái tên đã bị nàng ý thức được từ điểm đó mà nói phản ứng thực rất nhanh ghê tởm càn thi vân cũng giận dữ cả người nàng tràn ra hỏa diễm đan vào thành thần văn rậm rạp chằng chịt như là thần nữ không ai nói cho người biết cắt đứt người khác nói chuyện là rất vô lễ sao lăng hàn quay đầu nhìn nàng khiển trách phải phải hồ phỉ vân học vẹt nói tính cách của nàng là một chút cũng không thay đổi càn thi vân tức giận hai người này lại còn chế diễu mình đệ tử của lẫm thiên tông đương nhiên không thể tự giết lẫn nhau nhưng một thị vệ coi như lại thiên tài giết thì đã có sao không ấn ở mi tâm của nàng lóe lên bay ra một hỏa lô nó vừa xuất hiện nhiệt độ bốn phía liền tăng lên vô hạn không xong đây là càn gia thần nữ lô có thể đốt tấn thương sinh đó là trí bảo cấp bậc tinh thần cảnh không đây chỉ là một vật phỏng chế chính phẩm khẳng định ở lại càn gia tỏa chấn nhưng tuyệt đối là bất phàm Hầu như sắp đạt tới nhật nguyệt cảnh. Mọi người dồn dập lui về sau, đây chính là một vị sơn hà cảnh đại viên mãn đang phát huy ngay cả đệ tử hạt giống còn lại cũng phải toàn lực ứng phó, nhân vật tầm thường làm sao có tư cách ở gần quan chiến. Lăng Hàn hoành thân che ở trước người Hồ Phỉ Vân, mà Cửu Quận Vương thì từ sau vai của Lăng Hàn thò đầu ra, kỳ quái nói: "Tại sao nàng lại tức giận? Điều này làm cho sắc mặt người xung quanh cổ quái, nghĩ đến Càn Thi Vân có thể thổ huyết hay không a." À? Càn Thi Vân không có thổ huyết nhưng khuôn mặt tái nhợt, nàng thúc giục thần nữ lô, oanh, hỏa diễm vô tận bốc lên, đan vào thành từng mảnh thần văn sáng chói, vô cùng kinh khủng. Hỏa diễm phần thiên, nàng nũng nịu một tiếng, vỗ về phía thần nữ lô, tức thì, nắp lò bay lên, một ngọn lửa màu xanh tuôn ra, bao vây về lăng hàn. Lăng hàn tạo ra một nguyên lực hộ thuẫn, nhục thân của hắn đương nhiên không để ý hỏa diễm như vậy, nhưng vấn đề là, y phục trên người hắn ăn không tiêu, bất kể mà nói, vậy hắn sẽ bị đốt thành trần chuồng, cái này tự nhiên là không được. Nhất định phải mua một bộ bảo y, không cầu có hiệu quả phòng ngự cường đại, nhưng nhất định phải chịu được hỏa thiêu thủy ngâm. Lăng Hàn âm thầm nói, chết, Càn Thi Vân ngự lấy thần nữ lô đánh tới Lăng Hàn, nếu hỏa diễm phun trào không thể oanh sát Lăng Hàn, vậy thu Lăng Hàn vào trong lò, lấy thần diễm dung luyện, cũng có thể luyện hóa hắn thành cho bụi. Ông, thần nữ lô phóng lớn, bao phủ xuống Lăng Hàn. Trong một tiếng nổ vang, thần nữ lỗ úp ngược ở trên đất, mà Lăng Hàn thì tiêu thất vô ảnh vô tung bị chùm vào, ha 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 ha, càn thi vân cười to, bị thu vào thần nữ lô, vậy mặc cho thực lực của ngươi lại nghịch thiên cũng vô dụng, chỉ có bị luyện hóa. Thình thịch, nắp lò hiện ra một thủ ấn rõ ràng, toàn bộ bếp lò run lên. Thình thịch, nhưng về sau, lại có một thủ ấn xuất hiện, tiếp theo là thứ ba, thứ tư, bành 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 thình thịch, trong nháy mắt toàn bộ thần nữ lô mất đi dáng dấp ban đầu, biến thành hình không quy tắc. Người lân cận nhìn, từng cái đều há miệng, đủ để nhét vào một quả đấm. Hiển nhiên, đây là Lăng Hàn đang phát huy, chương 1189, phỏng đoán thần văn. Luyện cho ta, Càn Thi Vân đã cưới hổ khó xuống, vội vã quát một tiếng, toàn lực thúc dục thần khí, muốn lấy chân diễm vô thượng luyện hóa Lăng Hàn. Nhìn một màn này, ngay cả những thiên tài hạt giống kia cũng biến sắc. Người này là quái thai gì, bị thu vào thần nữ lô, chẳng những không bị luyện hóa, cư nhiên còn sinh long hoạt hổ, kém chút nữa liền đánh bể thần lô. Tuy cái này không phải thần nữ lô chân chính, nhưng ở trong sơn hà cảnh, nó vẫn là thần khí cực đáng sợ. Quả thực, khó mà tin được, oanh, 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 thần nữ lô này càng ngày càng không ra hình thù gì, bị lăng hàn điên cuồng oanh kích, dáng dấp đã hoàn toàn không thể xưng là bếp lò. Trước đó lăng hàn còn cần lấy nguyên lực bảo vệ quần áo, nhưng bị thu vào trong lô, hắn liền mặc kệ, quần áo thiêu hủy liền thiêu hủy, ngược lại cơ thể của hắn đã đạt đến thần thiết cấp 5. Ngay cả cường giả nhật nguyệt cảnh tiểu cực vị cũng rất khó, rất khó, rất khó oanh tổn thương hắn hắn dùng toàn bộ lực lượng vào tiến công mà quả đấm của hắn có thể coi như là thần khí cấp 5, quấn quanh thần văn tràn ngập lực phá hoại ồ oh, lang hàn đánh nát một miếng lô thể có điều cái bếp lò này tổng cộng có mấy tầng thần thiết chế tạo thành bởi vậy sau khi đập một tầng cũng không thể đánh tan lô thể mà hiện ra một tầng phía sau hắn ở tầng thần thiết này nhìn thấy thần văn ha ha đây là một cường giả hỏa tu lưu lại ý chí võ đạo có thể lấy làm gương một hồi hắn đại hỉ Ngừng tay, quan sát đạo thần văn này. Cái thần văn này cũng không hoàn chỉnh, chỉ hiển hiện ra một bộ phận, còn lại đều che đậy ở trong lô thể. Oanh 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 oanh, hắn lại bắt đầu phá hoại. Khi thần văn này hoàn toàn hiện hình, Lăng Hàn liền ngừng tay, tiếp tục tìm hiểu. Hắn đánh đánh ngừng ngừng như thế, ở người bên ngoài xem ra là rất quái lạ. Đây là chuyện gì xảy ra? Có lúc cực kỳ hùng hổ, đánh cho lô thể hầu như muốn sụp đổ, nhưng có lúc lại không còn động tính, lẽ nào ngươi còn nghỉ ngơi ở bên trong sao? Hừ, ở trong thần nữ lô, ai có thể chạy thoát? Can Thi Vân ngạo nhiên nói, nếu như là thần nữ lô chân chính, ngay cả cường giả tinh thần cảnh cũng có thể luyện hóa. Tất cả mọi người gật đầu, xem ra Lăng Hàn thật không xong rồi, đã không nghe thấy thanh âm hắn đập bếp lò. Quả nhiên, thần nữ lô không hổ là thần nữ lô. Hừ, Lăng, Hàn Lâm mới sẽ không bị luyện hóa. Hồ Phỉ Vân ngẩn gáy ngọc, có vẻ tràn ngập tự tin với Lăng Hàn. Ở trong lòng nàng, Lăng Hàn vẫn có hình tượng vô địch, Hiện tại đương nhiên cũng không ngoại lệ. Cười chết người, bị thần nữ lô nhốt lại, còn muốn vươn mình. Phù lương giả khinh thường nói. Can Thi Vân cũng cười gần nói. Người nói cuồng đồ này còn chưa chết, vậy bảo hắn kêu một tiếng nghe chơi. Oanh, đúng lúc này, trên vách lô xuất hiện quyền ấn lần nữa, bếp lò cũng lắc lư. Chuyện này, mới vừa nói bảo hắn kêu một tiếng, hắn thật có phản ứng, quyền lực kinh khủng như thế đủ chứng minh hắn còn sinh long hoạt hổ. Sắc mặt của Can Thi Vân phù lương giả tái xanh đây là trần trụi làm mất mặt đánh cho đùng 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 vang dội a à. hồ phỉ vân không khỏi cười duyên nàng biết lăng hàn làm sao có khả năng bị bếp lò nho nhỏ này nhốt lại mà ở trong thần nữ lô lăng hàn đã hoàn thành nghiên cứu thần văn thứ nhất bởi vậy hắn lại bắt đầu đập thiết đánh rơi thần thiết ở phụ cận tìm hiểu hắn có hắc tháp một ngày bằng một năm đây là tốc độ cỡ nào sau một trận loạn đập thần văn thứ hai hoàn chỉnh xuất hiện lăng hàn ghi vào trong đầu sau đó tiến vào hắc tháp, ở dưới luân hồi thụ tìm hiểu, mau chóng hóa thần văn này thành lĩnh ngộ của mình. Ở trên sơn hà của hắn, đã lặng yên có thêm một đạo thần văn hỏa diễm. Hắn rất nhanh lại ra hắc tháp, oanh oanh oanh, một trận đập, hiện ra thần văn thứ ba, sau đó đi tìm hiểu. Người bên ngoài lại không biết tình huống, từng cái không hiểu ra sao, cách một lúc liền cuồng đập một trận, đến tột cùng ngươi đang làm trò quỷ gì. Nói hắn sắp bị luyện hóa, mỗi lần tên này đều đập đến kinh thiên động địa, cho thấy lực lượng đáng sợ nhưng muốn nói hắn có thể phá lô mà ra thì lâu như vậy vẫn chưa xong ngươi đến cùng là muốn ồn ào loại nào a à? cái này thật khiến người ta phát điên hơn nửa ngày sau lăng hàn đã phá hết thảy vách trong của thần nữ lô quan sát nắm giữ tất cả thần văn hắn chưa hết thòm thèm thầm nghĩ nếu có thể tìm hiểu thần nữ lô chân chính thì tốt rồi đáng tiếc kia là trí bảo của can gia làm sao có khả năng để hắn tìm hiểu nói như vậy Thần khí đều là võ giả lấy ý chí võ đạo của bản thân ôn dưỡng ra, lạc ấn xuống lĩnh ngộ của mình, lấy hình thức thần văn cụ hóa ra, bởi vậy, tìm hiểu thần văn thì tương đương với tìm hiểu đại đạo. Đương nhiên không phải hết thảy đạo đều đáng giá tìm hiểu, có điều có đáng giá hay không, nhìn một chút tự nhiên liền biết, thân là thần linh lẽ nào ngay cả chút phán đoán ấy cũng không có. Có điều, nếu thần văn đã tìm hiểu xong, vậy thì không có đạo lý ở lại chỗ này. Lăng Hàn thở dài, sao không cho hắn thêm mấy cái thần văn đến tìm hiểu chứ? Thần văn liệt diễm này cho hắn giúp đỡ rất lớn. Oanh, oanh 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 oanh, hắn bắt đầu phá hoại, toàn lực bạo phát, hắn như một nộ viên, thần thiết tầng tầng rất xuống. Mặc dù thần nữ lô này là hàng nhái, nhưng cực kỳ tinh xảo, tổng cộng có 9 tầng thần thiết đúc thành, lại thêm còn có thần văn khảm ở trong đó, uy lực vô cùng, căn bản là cứng rắn không thể phá vỡ. Chí ít ở trong sơn hà cảnh là như vậy, nhưng gặp phải quái thai như Lăng Hàn thì lại là chuyện khác, phải biết thể phách của hắn có thể so với thần thiết cấp 5. Lại thêm lực lượng siêu thất tinh, quả đấm của hắn hầu như có thể so với thần khí cấp 5. Ở trước mặt hắn, thần nữ lô thì đã làm sao, bị đánh tan từng tầng từng tầng. Thanh âm hoành oành hoành oành vang vọng, mọi người đã tập mãi thành quen, bởi vì mỗi cách một quãng thời gian bọn họ sẽ nghe được động tính như vậy. Nhưng rất nhanh bọn họ phát hiện, lần này không giống. Bởi vì, thanh âm hoành oành hoành oành kéo dài quá lâu. Âm, um, chỉ thấy một nắm đấm đột nhiên từ trong thần nữ lô giò xét đi ra. Mà bếp lò sớm đã bị đánh cho biến hình cũng hiện ra một vết nứt to lớn. Oanh, một tiếng vang thật lớn, vết nứt mở rộng, hiện ra một khuôn mặt trẻ tuổi. Là Lăng Hàn, hí, mọi người hút vào khí lạnh, nhìn hắn thong dong, hiển nhiên một chút tổn thương cũng không có. Đây chính là thần nữ Lô A, lại bị đánh nổ mà người khởi sướng lại đánh giấm không có. Chương 1190, trở thành đệ tử hạt giống. Ồ, Lăng Hàn vốn muốn chui ra, nhưng lập tức nói, chờ một chút hắn từ trong hắc tháp lấy ra quần áo mặc vào, sau đó oanh mấy quyền, đánh lỗ hổng đủ cho người thông qua, rồi mới từ từ đi ra. Ra mặt của Can Thi Vân co giật, đây chính là thần nữ lô, mặc dù hàng nhái, nhưng vẫn là trí bảo, nếu không phải nàng là tộc nhân kiệt xuất nhất của Can gia, cũng không có tư cách được món bảo khí này. Nhưng ở trước mặt của nàng, thần khí mà nàng vẫn lấy làm kiêu ngạo bị đánh nổ, điều này làm cho nàng không thể nào tiếp thu được. Lẽ nào, Lăng Hàn là thần khí hình người sao? người bồi thần nữ lô cho ta nàng thét to đây là bảo vật của gia tộc nàng chỉ là có thể sử dụng mà thôi cũng không phải đưa luôn cho nàng bồi thường cái gì đây là chiến lợi phẩm của ta lang hàn thu hài cốt của thần nữ lô vào hắc tháp tuy cái này đã không còn là thần khí nhưng vật liệu không thể lãng phí có thể tăng lên phẩm chất của tiên ma kiếm ngươi 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 can thi vân tức điên đối phương không chỉ không có ý định bồi thần nữ lô cho nàng thậm chí còn lấy luôn hài cốt đây thực sự là quá mức rồi. Lớn mật, can thi vân giận dữ. Người chỉ là thị vệ nho nhỏ, lại dám ăn cắp thần khí của ta, muốn phản sao? Từ điểm đó mà nói, nàng chiếm lý, một cái là đệ tử của lẫm thiên tông, hơn nữa còn là đệ tử hạt giống, một cái khác là thị vệ của đệ tử hạt giống, ngay cả đệ tử của lẫm thiên tông cũng không tính. Nhưng cảnh giới sấp xỉ, người một đệ tử hạt giống đánh không lại thị vệ của người ta, người không ngại ngùng sao. Còn có mặt mũi cầu viện tông môn lăng hàn khẽ mỉm cười nói ta chỉ biết ta đánh thắng thu lấy một chiến lợi phẩm ngươi muốn lấy về có thể đánh thắng ta đi đánh thắng ta đơn giản như vậy câu nói này từ trước đến giờ đều xuất từ miệng của đệ tử hạt giống nhưng hiện tại một thị vệ nho nhỏ lại cực kỳ phách lối nói ra đúng vậy đúng vậy đây là của lăng hàn lâm hồ phỉ vân quả thực ba phải ở một bên gật đầu không ngớt đừng nói can thi vân đệ tử hạt giống khác cũng lộ ra vẻ căm giận bất bình cảm thấy bị người cưỡi lên đầu mất uy nghiêm của đệ tử hạt giống bọn họ nhìn chằm chằm lăng hàn ánh mắt không vui lăng hàn cười to nói các ngươi đây là một lời không hợp muốn chơi lưu manh sao ha ha đến đây đi ca đỡ hết bất kể là một mình đấu hay quần ẩu tùy tiện các ngươi có điều thua đừng quên nói phục cái này làm rất nhiều đệ tử hạt giống tức điên mũi phải biết bọn họ có thể thành đệ tử hạt giống ý nghĩa bọn họ ở trong cảnh giới của mình là vô địch coi như có đối thủ vậy cũng là đệ tử hạt giống khác, hiện tại lại bị người khinh bỉ, há có thể không làm bọn họ lửa giận mút trời. Coi như chưa tiến vào lẫm thiên tông, nơi này người nào không phải ngạo khí trùng thiên. Hàn lâm, thật uy phong, hồ phỉ vân vỗ tay, vị quận vương này ngây thơ, hơn nữa lại có chút mơ hồ, hoàn toàn không nhận rõ tình hình, tiếp tục kéo cửu hận cho lăng hàn. Nhưng tuy các đệ tử hạt giống mỗi người phẫn nộ, nhưng không ai ra tay. Cái này không phải phí lời sao, can thi vân tuyệt đối là người tài ba trong bọn họ, nhưng nàng lấy ra thần nữ lô phỏng chế cũng thất bại, đổi bọn họ lên không phải cũng giống nhau. Quái thai như vậy, trong sơn hà cảnh phỏng chừng chỉ có mấy người mới có thể chân áp. Tu ra tòa sơn hà thứ năm, vương giả chân chính. Không đạt tới sơn hà cảnh cực cảnh chân chính, vậy chỉ có thể gọi là thiên tài, thiên tài tuyệt đỉnh, cách vương giả còn xa lắm. Ha ha, một tiếng cười dài truyền đến, chỉ thấy một nam tử vóc người thon gầy không biết lúc nào xuất hiện ở trong mọi người, khí tức tối nghĩa, nhưng chỉ cần cảm ứng một chút, liền sẽ rung động đến từ sâu trong linh hồn. Đây là một vị cường giả tuyệt thế, bái kiến hải vân trưởng lão, các đệ tử hạt giống vội vã chắp tay, thần thái cực kỳ cung kính. Bởi vì đây là một cường giả tinh thần cảnh, đừng nhìn bọn họ mỗi người thiên tài, hơn nữa được liệt vào đệ tử hạt giống, có ít nhất 9 phần 10 người có thể bước vào nhật nguyệt cảnh, hơn nữa cơ bản có thể đạt đến nhật nguyệt cảnh đỉnh cao, nhưng nói đến muốn thành tựu tinh thần cảnh, vậy nhiều nhất chỉ có một phần 10 cái này đã là phỏng đoán rất cao bởi vậy đối mặt trí cường giả như vậy ai không thu hồi ngạo khí trong lòng hải vân trưởng lão vung tay ánh mắt của hắn nhìn chằm chằm lăng hàn càng xem trên mặt hắn càng nghiêm nghị cũng may trên mặt hắn có khí thức hỗn độn bao phủ không thấy rõ vẻ mặt của hắn bằng không mọi người sẽ rất kinh ngạc một vị cường giả tinh thần cảnh lại thay đổi sắc mặt đến mức độ như thế người trẻ tuổi có hứng thú bái vào bản tông không hải vân trưởng lão cười nói bản tòa có thể bảo đảm người sẽ được thân phận của đệ tử hạt giống. Chuyện này, mọi người vừa khiếp sợ lại cảm thấy là chuyện đương nhiên. Lấy thực lực của Lăng Hàn, ung dung đánh bại đệ tử hạt giống Can Thi Vân, hơn nữa cảnh giới song phương giống nhau, cái này đủ để chứng minh Lăng Hàn khủng bố. Thiên tài như vậy nếu không thể vào lẫm thiên tông, trở thành đệ tử hạt giống, vậy đệ tử hạt giống khác còn có thể ngồi an ổn ở vị trí này sao? Nhưng lẫm thiên tông có quy củ của lẫm thiên tông, chưa từng có đặc cách thu nhận đệ tử, mỗi trăm năm tiến hành thu đồ đệ một lần, đây là quy tắc nhưng sau khi hải vân trưởng lão thấy lăng hàn liền mở ngoại lệ cái này tự nhiên để cho mọi người giật mình lăng hàn suy nghĩ một chút mới nói vãn bối sẵn lòng gia nhập lẫm thiên tông cái này vốn là dự định của hắn hải vân trưởng lão cười to có vẻ cực kỳ thỏa mãn hắn gật gù nói các ngươi đều chọn thị vệ đi hàn lâm chợt sau đó theo bản tọa một chuyến bản tọa có mấy lời muốn nói với ngươi vâng lăng hàn gật đầu có vẻ vô cùng cung kính đây là tôn trọng tất yếu với cường giả Can Thi Vân tức giận đến cả người run cầm cập, lần này làm sao bây giờ? Lăng Hàn cũng thành đệ tử hạt giống, nàng ngay cả lực lượng của tông môn cũng mượn không được. Không được, cái sỉ nhục này nàng nhất định phải đòi lại, thực lực của nàng không được, liền đi tìm người khác, kia là những yêu nghiệt chân chính. Ánh mắt của Lăng Hàn đảo qua, nhanh chân đi đến chỗ đôi sư huynh muội kia. Mỗi thời mỗi khác, bây giờ thân phận của hắn hoàn toàn khác nhau, chỗ đi qua tất cả mọi người tự động nhường đường, sau đó dùng ánh mắt hừng hực nhìn hắn, hy vọng có thể được hắn tuyển làm thị vệ. chương 1191, bản tỏa giúp ngươi giải quyết. Rất nhiều mỹ nữ quang mỹ nhãn, biểu hiện ám muội đến cực điểm. Nếu có thể được lăng hàn chọn, các nàng tuyệt đối không tiếc hiến thân, lại nói, có thể ủy thân cho đệ tử hạt giống, cái này không phải ma tước sao chim sẻ bay lên đầu cành, từ đây biến thành phượng hoàng sao. Đáng tiếc, lăng hàn căn cản xem thường các nàng, trực tiếp đi tới trước mặt đôi sư huynh muội kia, mà cửu quận vương cũng đi theo phía sau hắn, nàng ở đây rất tẻ nhạt, hiếm thấy gặp phải một cố nhân, tự nhiên có nhiều chuyện muốn nói. Vị huynh đài này, có hứng thú làm thị vệ của ta không? Lang Hàn cười nói, còn có, sư mỗi người có thể làm thị vệ của nàng. Hắn chỉ chỉ Hồ Phỉ Vân, Hồ Phỉ Vân nghiêng đầu nhìn thanh y mỹ nữ một chút, có vẻ không đáng kể, ngược lại nàng không ngại thua ai làm thị vệ, nếu Lăng Hàn đã mở miệng, nàng đương nhiên sẽ không phản bác. Đôi sư huynh muội kia tự nhiên đại hỉ, nhưng có chút kinh hoàng. Lăng Hàn nói, các ngươi trưởng nghĩa ra tay phần tâm ý này ta tâm lĩnh cùng là võ giả tâm tính của các ngươi để ta khâm phục đôi sư huynh muội này nhìn nhau một cái đều gật gật đầu ta tên phạm như vị sư huynh kia nói sư muội ta tên trần hiểu đa tạ hàn thiếu còn có hắn nhìn hồ phỉ vân còn không biết thân phận của đối phương nàng tên hồ phỉ vân lang hàn cười nói bái kiến chủ nhân trần hiểu lập tức vén áo thi lễ hồ phỉ vân vội vàng kéo nàng đến nói gọi ta phỉ phỉ là được rồi ta cũng không thích được người gọi là chủ nhân trần hiểu gật đầu nhất thời phát lên hảo cảm với hồ phỉ vân được rồi chúng ta tiến vào trong tông đi lang hàn cười nói hắn rất nhớ thủy nhạn ngọc còn có ba vị huynh trưởng hắn cùng hồ phỉ vân sóng vai mà đi phạm như và trần hiểu thì đi sau vài bước đệ tử hạt giống khác cũng bắt đầu chọn thị vệ tình cảnh trở nên huyên nháo tất cả mọi người tranh nhau chen lấn lang hàn bảo sư huynh muội phạm như theo hồ phỉ vân đi trước hắn thì đi gặp hải vân trưởng lão theo đối phương tới một biệt viện ở chính phong nơi này mây mù phiêu miếu như người tan tiên cảnh cái này không phải khuôn mặt thật của ngươi đắc tội quá nhiều người bị người đuổi giết sao hải vân trưởng lão trực tiếp hỏi trong lòng lăng hàn dùng mình nhưng cũng biết lấy nhãn lực của tinh thần cảnh loại dịch dung này của hắn xác thực rất khó lừa gạt hắn gật đầu nói vãn bối lăng hàn trên đường tới lẫm thiên tông bị người đánh trộm vãn bối liền dịch dung để đối phương cho rằng vãn bối đã chết có thể bớt đi chút phiền phức hải vân trưởng lão hài lòng gật đầu nếu lăng hàn thoái thác trong lòng hắn nhất định sẽ không thích nhưng lăng hàn không chút do dự nói ra để ấn tượng của hắn đối với lăng hàn lại tăng mấy phần hắn là cường giả tinh thần cảnh có niềm tin vô địch liền nói ngay kẻ thù của ngươi là ai bản tỏa có thể thay ngươi ra mặt để hắn không nhằm vào ngươi nữa câu nói này hắn nói tràn đầy tự tin trên đời này có chuyện gì là cường giả tinh thần cảnh không làm được chí ít ở trong tinh hệ này, tuyệt đối không có. Lăng Hàn có chút không tiện nói, kẻ thù của vãn bối nhiều lắm, không sao cả, Hải Vân trưởng lão khoát tay, không chút để ý. Lăng Hàn gật gù nói, kẻ thù của vãn bối có loạn tinh hoàng triều xa đại tương quân, triệu đại tướng quân, còn có trụ thiên hoàng, bích lạc hoàng, mặt khác, ám dạ đường cũng nhìn chằm chằm vãn bối, phiền phức tiền bối rồi. Phốc, Hải Vân trưởng lão suýt chút nữa phun ra một ngụm lão huyết. Dưới cái nhìn của hắn, một võ giả sơn hà cảnh có thể đắc tội người nào. Chết no cũng là nhật nguyệt cảnh đi, hơn nữa còn là tiểu cực vị, trung cực vị, nếu không, Lăng Hàn còn có thể nhảy nhót tưng bừng đến hiện tại sao. Hắn là cường giả tinh thần cảnh, nói một câu, ngay cả nhật nguyệt cảnh đại viên mãn cũng phải cung kính lĩnh mệnh, bởi vậy cái này tự nhiên là một việc nhỏ. Nhưng Lăng Hàn đắc tội là người nào a? À? Sa đại tương quân, triệu đại tướng quân, trụ thiên hoàng, bích lạc hoàng, kia đều là cường giả tinh thần cảnh hắn chỉ là tinh thần cảnh tiểu cực vị, thực lực tương đương xa đại tương quân, triệu đại tướng quân, mà ở trước mặt trụ thiên hoàng, bích lạc hoàng, hắn ngay cả tư cách nói chuyện cũng không có. Thần linh mỗi cách biệt một cảnh giới nhỏ, vậy đều là khác biệt một trời một vực, huống chi còn là hoàng giả, cái nào không nắm giữ lực chiến đấu vượt qua tứ tinh ngô tinh. Ngươi, Hải Vân trưởng lão nhìn lăng hàn, hiện tại hắn có chút do so dự, mình thu đến tột cùng là đệ tử thiên tài, hay là một siêu cấp phiền toái. Nhưng hắn nghĩ nghĩ, liền bật cười võ giả sơn hà cảnh đắc tội cường giả tinh thần cảnh lại còn sống thoải mái như thế cái này đủ cho thấy thực lực của lăng hàn hỏi trên đời này có mấy người có thể làm được nếu như tiểu tử này không chết tiền đồ tương lai không thể đo lường người tu ra tòa sơn hà thứ năm hải vân trưởng lão hỏi vâng lăng hàn không ẩn giấu hiển nhiên ở trong cấp độ cường giả chân chính tòa sơn hà nhật nguyệt tinh thần thứ năm không phải bí mật gì mà cái gọi là thiên tài ngũ tinh chỉ ở trong truyền thuyết xác thực đây là truyền thuyết của võ giả cấp thấp người gặp qua cường giả nào nói lời như vậy chưa cấp độ không giống tiếp xúc được thế giới tự nhiên cũng không giống kỳ thực hợp ninh tinh không thiếu thiên tài ngũ tinh chân chính thậm chí loạn tinh nữ hoàng là thiên tài cửu tinh nhưng thiên tài như vậy người bình thường căn bản tiếp xúc không tới người xem như lăng hàn tu ra tòa sơn hà thứ năm liền tiến vào lẫm thiên tông người bình thường nào có cơ hội tiếp xúc được hắn hơn nữa thiên tài ngũ tinh thuộc về truyền thuyết cái này đã là một loại ước định trở thành thiết luật mà mọi người công nhận, người đột nhiên nói còn có thiên tài thất tinh bát tinh, lại có mấy người sẽ tin tưởng ngươi. Người đều sẽ lựa chọn tin tưởng đồ vật mà mình sẵn lòng tin tưởng. Không tồi không tồi, hiện nay trong Sơn Hà Cảnh, chỉ có 7 người tu ra tòa Sơn Hà thứ năm. Hải Vân trưởng lão gật đầu, ánh mắt nhìn về phía Lăng Hàn càng thêm nhu hòa, thiên tài ai không yêu thích chứ. Lăng Hàn hơi kinh ngạc, trong đời người này, lại có 7 người tu ra tòa Sơn Hà thứ năm. Đây chỉ là một tinh hệ nho nhỏ, nhỏ toàn bộ thần giới, tinh hệ giống như vậy nhiều vô số kể. Hơn nữa, cấp độ võ đạo nơi này cũng không cao, chỉ có một vị cường giả hằng hà cảnh, tinh thần cảnh liền có thể xưng bá. Nếu như đổi đến tinh hệ có cấp độ võ đạo cao hơn, vậy vương giả trẻ tuổi như vậy có phải sẽ càng nhiều không? chương 1192, con ruồi thượng. Đó là khẳng định, lang Hàn gật đầu, có điều con đường võ đạo như đi ngược dòng nước, càng ngày càng khó đi. Không chỉ cảnh giới cao khó leo, muốn ở cảnh giới cao tu đến cực cảnh thì càng khó khăn chắc trở. Thiên tài thập tinh ở Sơn Hà Cảnh, ngày sau nói không chắc sẽ rơi xuống cửu tinh bát tinh thất tinh, ai có thể bảo đảm mình ở mỗi cảnh giới đều có thể tu luyện tới cực hạn. Đi thôi, sau này làm việc cẩn thận một chút, tận lực ở trong tông. Hải Vân Trưởng Lão nói, sau khi biết Lăng Hàn đắc tội người nào, hắn cũng không dám bãi bình rồi. Lăng Hàn lại thi lễ một cái, sau đó xoay người rời đi. Chỗ của hắn ở Bạch Sương Phong, Lúc này gian phòng thuộc về hắn đã an bài xong, là một cung điện loại nhỏ, đủ để ở chừng trăm người, nhưng hiện tại chỉ có Lăng Hàn và Phạm Như ở. Không sai, Bạch Sương Phong có linh khí nồng nặc, lại thêm tòa cung điện này còn có trận pháp tụ tập linh khí, dùng để tu luyện thực là không tồi. Lăng Hàn gật đầu, hắn bảo Phạm Như tùy ý chọn một gian phòng, còn hắn tự nhiên là ở chính phòng. Chỉ là, nói đến hoàn cảnh tu luyện, làm sao so sánh được trong hắc tháp bên trong là có một cây luân hồi thụ A. Lăng Hàn ở trong hắc tháp khổ tu, nguyên bản hắn còn có chút đắc ý, có điều nghe Hải Vân Trưởng Lão nói trong lẫm thiên tông bây giờ còn có 6 người tu ra tòa Sơn Hà thứ năm để hắn có cảm giác bị áp bách mãnh liệt. Ở Sơn Hà cảnh, hắn còn không phải vô địch, nếu hắn thả lòng bất cần, vậy có thể bị người đuổi theo, hoặc kém những người khác càng lúc càng lớn. Hắn lấy ra chân nguyên thạch, ở bên người đáp thành một trận pháp loại nhỏ, nhất thời, linh khí cực kỳ nồng nặc phun trào, quả thực hóa không ra, như xương mù dày nặng quấn quanh ở bên cạnh hắn, bị hắn hấp thu. Cái này hoàn toàn là đốt chân nguyên thạch, nhưng hiệu quả rất cao, linh khí dày đặc ít nhất vượt qua ngoại giới gấp trăm lần. Lăng Hàn một bên luyện hóa linh khí, một bên ngộ đạo ở dưới luân hồi thụ. Vẫn phải phối hợp đan dược, hai bút cùng vẽ. Một đêm kết thúc, Lăng Hàn dừng tu luyện, hắn nhìn bốn người tàn giả, nguyên thừa hòa thiên phú tốt nhất đã đạt đến phá hư tầng 9, nếu không phải hắn muốn luyện cảnh giới vững chắc, lúc này đã có thể xung kích sơn hà cảnh. Nhưng hiện tại không vội, tuy nguyên thừa hòa không phải thiên tài cao cấp nhất, nhưng lực lượng xông lên 14 tinh hẳn không thành vấn đề, lực chiến đấu có thể đạt đến 20 tinh, ở thần giới cũng có thể xưng một tiếng thiên tài. Lăng Hàn bảo bốn người cố gắng, sau đó ra hắc tháp, hắn dự định đi tìm Thủy Nhạn Ngọc và đám người Vũ Hoàng. Hắn suy nghĩ một chút, quyết định trọng sắc khinh bạn, trước tiên đi tìm Thủy Nhạn Ngọc. Đệ tử bình thường đương nhiên không thể ở Bạch Sương Phong, mà là ở Hắc Thủy Phong, cái này so với Bạch Sương Phong kém hơn rất nhiều, Vừa đi tới liền có thể cảm ứng được, linh khí thua gấp mấy lần. Chẳng trách có rất nhiều đệ tử bình thường muốn làm thị vệ của đệ tử hạt giống, bởi vì sẽ được tới Bạch Sương Phong, hoàn cảnh tu luyện tốt hơn rất nhiều. Ồ, thật đúng dịp, Lăng Hàn định tìm người hỏi nơi ở của Thủy Nhạn Ngọc một chút, đã thấy người Ngọc vừa vặn đâm đầu đi tới, mà phía sau thì theo một nam tử áo bảo xanh, nhìn qua rất anh tuấn, tự mình cảm giác tốt vô cùng, mang theo ngạo ý mãnh liệt. Bởi vì cách hơi xa, Lăng Hàn không nghe được hai người này đang nói cái gì chỉ nhìn thấy người trẻ tuổi thanh bào kia không ngừng quấn quyết lấy Thủy Nhạn Ngọc, mà Thủy Nhạn Ngọc thì lạnh lùng không để ý đến. Hai năm không gặp, Thủy Nhạn Ngọc vẫn xinh đẹp, chỉ là có thêm một luồng hàn ý cự người ngàn dặm, như băng xương mỹ nhân. Nhưng nàng quyến rũ hình, bởi vậy, cái này hình thành một loại cảm giác cao ngạo, rất có phong thái nữ vương có mấy phần ý nhị của loạn tinh nữ hoàng lăng hàn không khỏi ngẩn ra lại nghĩ đến loạn tinh nữ hoàng nghị lực của nữ hoàng này cũng quá to lớn luôn có thể để hắn thỉnh thoảng nhớ tới lăng hàn lắc đầu một cái loại bỏ thân ảnh gợi cảm mê người của loạn tinh nữ hoàng ra khỏi đầu ở trước mặt thủy nhạn ngọc nhớ tới một người phụ nữ khác cái này không nên hắn nhanh chân đi tới vợ bị một con rồi nhìn chằm chằm hắn đương nhiên phải đi làm hộ hoa sứ giả bởi vì đi ngược chiều khoảng cách của song phương tự nhiên rất nhanh thì tiếp cận thủy sư muội không bằng chút nữa chúng ta đi hắc ma hạp đi ta nghe nói nơi đó có một cây thần dược xuất thế có rất nhiều người đang đi tìm vận may thanh âm của người trẻ tuổi thanh bảo kia nhẹ nhàng lại đây. Tất hoa, ta đã nói bao nhiêu lần, không nên theo ta. Thủy nhạn ngọc lạnh lùng nói, tay phải giơ lên, ngưng tụ băng xương, nàng là nổi giận thật. Người ngọc khó chịu, nhưng không làm cho người ta cảm giác đáng ghét chút nào, trái lại nhiều hơn một loại mê người. Tất hoa nhìn không chuyển mắt, từ khi đóa kiều hoa này tiến vào trong tông liền bị hắn coi trọng, mà ở dưới dâm uy của hắn, tự nhiên không có người khác dám cạnh tranh với hắn, bị hắn độc chiếm. Đáng tiếc, vưu vật này thủy chung keo kiệt cho hắn một nụ cười để hắn thất vọng lại đấu trí rồi rào, muốn hái đoá tuyết liên này để đối phương vì hắn tỏa ra nụ cười rực rỡ trong lòng hắn khuấy động hận không thể đánh gục mỹ nhân nhi này 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 hai tròng mắt của ngươi muốn rơi ra rồi kia lăng hàn đi lên phía trước không nói lời nào liền xuyên đến giữa hai người thủy nhạn ngọc lập tức lộ ra vẻ căm ghét vội vã lui lại vài bước nàng chán ghét tất hoa nhưng chưa chắc sẽ thân cận những nam nhân khác tất hoa tức giận ngươi là món đồ gì, lại dám lo chuyện bao đồng. Hắn tăng hắng một cái nói, vị sư đệ này cực kỳ lạ mặt, là môn hạ của vị sư thúc nào. Ở lẫm thiên tông, đệ tử bình thường cùng đệ tử trọng điểm đều sẽ bái một vị cường giả nhật nguyệt cảnh là môn hạ, có điều xưng là lão sư mà không phải sư phụ, đương nhiên nếu song phương vui vẻ, có thể tiến thêm một bước, kết thành quan hệ thầy trò. Có điều, đệ tử hạt giống không còn trong hạn chế này, những người kia đều được cường giả tinh thần cảnh truyền thụ đại đạo, hơn nữa không có ứng cử viên cố định, vị tinh thần cảnh nào rảnh rỗi sẽ chạy tới chỉ đạo, thậm chí ngay cả tam nguyên thượng nhân cũng sẽ tình cờ hiện thân. Lăng Hàn nhoẻn miệng cười nói, cái gì sư đệ, người không có ánh mắt như thế sao? Ta là sư huynh của ngươi, chương 1193, con ruồi hạ. Tất hoa giận dữ, hắn là đệ tử trọng điểm, bằng không cũng không thể kinh sợ nhiều đệ tử như vậy, độc bá thủy nhạn ngọc. Nhìn Lăng Hàn, lại không có tiêu chí của đệ tử hạt giống, mà đệ tử trọng điểm hắn đều nhận ra vậy chỉ có một khả năng đối phương chỉ là đệ tử bình thường ở lẫm thiên tông giai cấp vẫn tương đối nghiêm ngặt mặc kệ đệ tử bình thường tu vi cao bao nhiêu chỉ cần đại cảnh giới giống nhau vậy thấy đệ tử trọng điểm đệ tử hạt giống phải gọi sư huynh sư tỷ đương nhiên đệ tử trọng điểm cũng vậy ở trước mặt đệ tử hạt giống chỉ có thể cúi đầu mọi người đều là sơn hà cảnh người một đệ tử bình thường lại dám ở trước mặt đệ tử trọng điểm như ta tự xưng sư huynh nghiêm trọng mà nói đây là đại nghịch bất đạo, người thật to gan, sắc mặt của tất hoa trở nên âm trầm, phụ cận có người đi qua, thấy náo nhiệt liền ngừng chân, bắt đầu xem cuộc vui và phụ trách giải thích, phân tích thân phận, lực chiến đấu của tất hoa đến thanh thanh sở sở. Lăng Hàn nói, làm sao, người không phục, phục cái đại đầu quỷ ngươi, tất hoa ra tay, công về phía Lăng Hàn, oanh, hắn đấm ra một quyền, quyền lực hóa thành một hắc lang, chạy trồm tới Lăng Hàn. Đây là nguyên lực biến thành, ngừng tụ ý chí võ đạo, chỉ thấy có hơn 30 đạo thần văn lấp lóe, có thể thấy được đòn đánh này của hắn coi như không sử dụng toàn lực, chỉ ít cũng dùng 78 phần 10, dù sao hắn chỉ là đệ tử trọng điểm, lại có thể ngưng tụ bao nhiêu thần văn. Lăng Hàn giả vờ luống cuốn tay chân, xuất liên tục hơn 10 quyền mới hóa giải. Ô, người này là ai? Tuy hóa giải đòn đánh này vô cùng chật vật, nhưng có thể hóa giải một đòn của Tất Hoa, nói rõ thực lực của hắn rất mạnh. Không sai, Tất Hoa đã đạt đến đại viên mãn đỉnh cao, người này không thể chiếm ưu thế ở cảnh giới, hoàn toàn là bằng bản lãnh thật sự. Ô, Hắc Thủy Phong chúng ta có đệ tử như vậy sao? Mọi người hai mặt nhìn nhau, đều lắc đầu. Tất Hoa thấy một đòn chiếm thượng phong, tự nhiên không kiêng rè gì, điều này cũng ở trong dự liệu của hắn, cảnh giới tương đồng, đệ tử bình thường làm sao là đối thủ của đệ tử trọng điểm, nếu không còn phân đệ tử bình thường, đệ tử trọng điểm làm gì? Hắn hung hăng ra tay, chiêu nào chiêu nấy ác liệt. Lăng Hàn chỉ thủ chứ không công, cố ý để cho mình có vẻ hơi chật vật miễn cho thủy nhạn ngọc nhìn ra đầu mối gì quả nhiên vưu vật này hoàn toàn không nhận ra hắn tuy ở một bên nhìn nhưng không có lộ ra khuynh hướng rõ ràng ở thủy nhạn ngọc xem hắn đại khái cũng chỉ là mơ ước sắc đẹp của nàng mới sẽ cậy mạnh ra mặt đột nhiên lăng hàn không còn ý tứ chơi đùa với tất hoa cùng một đại nam nhân chơi so với chơi đùa với vợ mình cái nào càng có ý tứ hơn oanh hắn đánh lên mặt của tất hoa một quyền nhất thời đánh bay đối phương ra ngoài Ta sát, thấy cảnh này, người xung quanh đều kinh ngạc đến ngây người, cùng nhau phun ra đầu lưỡi. Kia là Tất Hoa, đệ tử trọng điểm a, nhất định là đúng dịp, tất cả mọi người thầm nói, bằng không lấy thực lực của Tất Hoa làm sao có khả năng ăn một chiêu này. Ngay cả Tất Hoa cũng nghĩ như vậy, cú đấm kia của đối phương đột nhiên công phá phòng ngự của hắn, để hắn không kịp chống đỡ, chỉ có thể trơ mắt nhìn mình trúng chiêu. Hắn từ trên mặt đất nhảy bắn lên, hét lớn một tiếng, lại giết tới Lăng Hàn. Oanh 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 sau mấy lần giao chiến bụng dưới của tất hoa chúng một cước bị đạp bay ra ngoài đó là trùng hợp da mặt của tất hoa co rúm lại giết trở về nhưng không qua mấy chiêu hắn lại bị một cái tát đập bay lúc này tất cả mọi người nhìn ra không đúng rồi nào có chuyện trùng hợp như vậy hết lần này tới lần khác có thể làm cho tất hoa ăn vị đắng ha ha đang nhìn cái gì vậy có người mới chạy tới tò mò ló đầu vào có điều khi hắn nhìn thấy song phương đối chiến thì không khỏi bật cười làm sao vậy? Người bên cạnh hỏi, ha ha ha, tất hoa đây là tự dước lấy nhục a. À. Người kia cười to, vị sư huynh này là hôm qua mới được đặc cách thu làm đệ tử hạt giống, ngay cả thần nữ lô của can thi vân sư tỷ cũng bị hắn đánh nổ. Phốc, tất cả mọi người đều phun ra ngoài. Ở lẫm thiên tông, mỗi một đệ tử hạt giống tuyệt đối đều là tiếng tăm lừng lẫy. Đệ tử bình thường một lần tuyển thu khoảng vạn tên, đệ tử trọng điểm thì chỉ ngàn tên, mà đệ tử hạt giống. Nhiều nhất trăm tên, hơn nữa còn phải nhìn tuổi, có lúc thậm chí chỉ có mười mấy người. Chưa từng có tiền lệ từ đệ tử phổ thông, đệ tử trọng điểm bồi dưỡng ra cường giả tinh thần cảnh, nhưng thiên tài trong đệ tử hạt giống. Có ví dụ như vậy, hơn nữa tỷ lệ cao tới một phần mười. Không nên xem thường tỷ lệ này, phải biết người phá hư cảnh nhiều nhất chỉ có một cái có thể đột phá sơn hà cảnh, mà từ sơn hà cảnh bắt đầu, mỗi cảnh giới nhỏ đều sẽ kẹp lại vô số người. Lại tính thử, từ sơn hà đến tinh thần, đây chính là cách dòng giã tám cảnh giới nhỏ hai đại cảnh giới bởi vậy trong ngàn tỷ sơn hà cảnh chỉ có một cái có thể đạt đến tinh thần cảnh như thế tính trong đệ tử hạt giống có một phần người có thể trở thành tinh thần cảnh cái tỷ lệ này đáng sợ dường nào nhưng điều này cũng rất bình thường bởi vì đệ tử hạt giống vốn là thiên kiêu đứng đầu của mỗi tinh cầu vậy tỷ lệ đột phá tinh thần cảnh cao không phải chuyện rất bình thường sao lang hàn lại là đệ tử hạt giống mọi người giật mình cũng không khỏi buồn cười Trước Tất Hoa còn nói Lăng Hàn không biết trời cao đất rộng, bày ra cái giá sư huynh, kết quả thì sao? Người ta mới là sư huynh." Lời này, Tất Hoa tự nhiên cũng nghe rõ ràng, sắc mặt của hắn đỏ bừng, đây thực sự là quá mất mặt. Hắn hoán hận nhìn Lăng Hàn, nhưng trong lòng lại không dám có ý trả thù. Trả thù đệ tử hạt giống? Hắn sống thiếu kiên nhẫn sao? Che đầu che mặt, Tất Hoa lui sang một bên, hắn không dám tranh đấu với Lăng Hàn, đệ tử hạt giống đúng là đệ tử hạt giống, lực chiến đấu quá mạnh mẽ. Lăng Hàn nhìn về phía Thủy Nhạn Ngọc, cười nói, Mỹ nữ, đại gia cứu ngươi, có phải là nên lấy thân báo đáp không? Mọi người hai mặt nhìn nhau, cũng không biết nên là vẻ mặt gì mới tốt. Người ban ngày ban mặt, một lời không hợp liền đùa giỡn, thật được sao? Coi như là đệ tử hạt giống, cũng không thể hung hăng như thế a. À? Đây chính là lẫm thiên tông, nếu như ngay cả vấn đề an toàn của đệ tử trong tông cũng không thể bảo đảm, vậy còn có ý nghĩa gì tồn tại? Chương 1194, Gen cảm ơn thủy nhạn ngọc lạnh lùng nói tất hoa không có đi cũng muốn nhìn lang hàn ở trước mặt thủy nhạn ngọc ăn quả đắng quả nhiên nữ nhân này ngay cả mặt mũi của đệ tử hạt giống cũng không bán trong lòng hắn không khỏi bay lên một luồng khoái ý đồ vật mình không chiếm được tự nhiên cũng hy vọng người khác không chiếm được nếu như ta kiên trì thì sao lang hàn chặn trước người thủy nhạn ngọc hai tay mở ra một bộ ác bá cướp cô dâu tông môn có quy củ của tông môn thủy nhạn ngọc lạnh giọng nói nàng không tin Lăng Hàn làm như thế, đại năng trong tông sẽ buông xuôi bỏ mặc. Lăng Hàn cười hì hì nói, ngươi là vợ ta, nhất định, câu nói này, hắn dùng âm thanh của mình nói ra. Thủy nhạn ngọc nhất thời ngẩn ra, khuôn mặt lộ ra một tia kinh hỉ, nhưng cũng có cẩn thận, dù sao không thể bằng vào âm thanh liền nhận định một người. Đến, ôm một cái, Lăng Hàn nói, cũng mặc kệ Thủy nhạn ngọc có đồng ý hay không, trực tiếp ôm đối phương vào trong lồng ngực. Dựa vào, thật ra tay, tất cả mọi người nghe răng, chỉ cảm thấy tên đệ tử hạt giống này quá háo sắc, lại ở trước mắt mọi người đùa giỡn sư muội, cái này không phải muốn chết sao? Mặc ngươi lại thiên tài, công nhiên đạp quy củ của tông môn, ai có thể giữ được ngươi. Vừa bị ôm, Thủy Nhạn Ngọc tự nhiên nghe thấy mùi vị quen thuộc. Là hắn, nàng không khỏi kích động, không kìm lòng được mà duỗi hai tay ra, vây quanh cổ Lăng Hàn. Phốc, tất cả mọi người lại phun ra ngoài, đây là việc gì a, à? nhanh như vậy liền bị cám dỗ bọn họ không biết lăng hàn cùng thủy nhạn ngọc đã sớm là một đôi, còn tưởng rằng thủy nhạn ngọc bị lăng hàn ôm như thế liền động tình. tự nhiên mỗi người đều hối hận, sớm biết liền dùng mạnh với vưu vật này a. À, người xem, dễ đắc thủ cỡ nào? tất hoa thì phun ra một ngụm máu, hắn chỉ cảm thấy mình quá oan. hóa ra nữ nhân này thích nam nhân bá đạo a. À. trước hắn khổ sở theo đuổi thủy nhạn ngọc nhưng không có kết quả, hiện tại lăng hàn ôm một cái liền để thủy nhạn ngọc hóa thành xuân thủy, cái này há có thể không làm hắn tức điên mũi? chỉ cảm thấy mình quá ngu xuẩn. Từ biệt hai năm, Thủy Nhạn Ngọc động tình như lửa, chủ động hôn Lăng Hàn. Lăng Hàn đương nhiên sẽ không để cho giai nhân thất vọng, nặng nề hôn xuống. Oa, wow, bốn phía náo động, không ai không thầm mắng gian phu dâm phụ, cái này tự nhiên là ăn không được cây nho thì bảo cây nho chua, quá đố kỵ. Một đạo khí tức đáng sợ cuốn qua, khiến người ta bay lên hàn ý vô tận. Đùng 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 đùng, ngoại trừ Lăng Hàn, tất cả mọi người đều trong lúc đó co quắp ở trên mặt đất, mà thủy nhạn ngọc cũng mềm nhũn ngã vào trong ngực lăng hàn thân thể mềm mại lạnh run lăng hàn ngơ ngác quay đầu xem chỉ thấy hồ phỉ vân đang uy nghiêm đáng sợ nhìn hắn và thủy nhạn ngọc uy thế vô tận kia chính là từ trong thân thể của nàng tản mát ra nhưng hiện tại lăng hàn cho rằng cái này không phải cô gái mơ hồ kia loạn tinh nữ hoàng trước ở trong thiên hải bí cảnh lăng hàn nhìn thấy loạn tinh nữ hoàng lấy phương thức kỳ quái xuất hiện ở trên người hồ phỉ vân mà hiện tại lại tới nữa rồi nhưng hiện tại không có nguy hiểm người chạy đến làm gì chờ chút lẽ nào là bởi vì ghen lăng hàn cảm thấy khó mà tin nổi nhưng ngoại trừ nguyên nhân này ra còn có khả năng thứ hai sao hắn thả thủy nhạn ngọc xuống vội vàng chạy tới chỗ hồ phỉ vân một tay tóm lấy cổ tay của đối phương nói đi theo ta hồ phỉ vân không loạn tinh nữ hoàng liếc mắt tựa hồ muốn giật động thần uy đánh văng lăng hàn ra nhưng không biết vì sao lòng lại mềm nhún mặc cho đối phương mang theo nàng chạy hai người đi tới bạch sương phong tiến vào cung điện của Lăng Hàn. Ngươi đến cùng xảy ra chuyện gì? Lăng Hàn hỏi, loạn tinh nữ hoàng hừ một tiếng nói. Ngươi có tư cách gì chất vấn chấm? Vừa nãy ngươi suýt chút nữa diệt ta, chẳng lẽ ta còn không thể hỏi tại sao? Lăng Hàn tức giận nói, kỳ thực loạn tinh nữ hoàng cũng không biết tại sao mình lại đến, hoàn toàn là bởi vì đầu óc nóng lên mà hành động. Nhưng nàng đương nhiên sẽ không thừa nhận nói, chấm muốn giết ai thì giết, nào có nhiều tại sao như vậy? Thực sự là ngạo kiều, Lăng Hàn nghiêm mặt nói, ngày hôm nay ngươi thành thật bàn giao cho ta, ngươi và cửu quận vương đến cùng có quan hệ gì, tại sao ngươi có thể xuất hiện ở trên người nàng? Ngươi cho rằng chấm sẽ nói bí mật này cho người không liên quan. Loạn tinh nữ hoàng cười gần, nhưng trong lòng thì phát điên, chỉ là một sơn hà cảnh, lại có thể có kè mặc cả ở trước mặt nàng. Lúc nào tinh thần cảnh trở nên không đáng giá như thế? Lăng Hàn nhìn chằm chằm nàng một hồi, mới nói, được, ta có thể nói cho ngươi một ít bí mật của ta, mà ngươi cũng không thể ẩn giấu gì với ta. Loạn tinh nữ hoàng rất muốn nói ngươi là thân phận gì, có lập trường yêu cầu nàng như thế sao? Nhưng chàng cảnh hai năm qua cùng lăng hàn ở trung hiện lên, đặc biệt đoạn cuối cùng, nàng chủ động đầu hoài tống báo, tình cảnh kia làm cho nàng mặt đỏ tim đập, không tự kìm hãm được ở trước mặt lăng hàn yếu đi mấy phần khí thế. Ngươi không nên chống cự thần thức của ta, ta mang ngươi tiến vào không gian thần khí của ta. Loạn phục nữ hoàng tự nhiên biết lăng hàn có không gian thần khí, nếu không như vậy, nàng khẳng định đã đẩy ngã đối phương. Nghĩ tới đây, khuôn mặt của nàng không khỏi có chút ngây ngất. Ở thân thể này, lực lượng của nàng không thể phát huy đến mức tận cùng, bởi vậy khí thức hỗn độn không hiện ra, trên mặt nàng là vẻ mặt gì, Lăng Hàn có thể thấy rõ. Điều này làm cho Lăng Hàn kinh ngạc, vị nữ hoàng này cũng có thể e thẹn như thế. Mặt trời mọc ở hướng tây sao, ngươi nhìn chằm chằm chấm làm gì, loạn tinh nữ hoàng có chút thẹn quá thành giận, Lăng Hàn cười hì hì, hiện tại hắn thật không cách nào bay lên lòng kính nể với vị nữ hoàng này đến đây đi hắn cuốn vị nữ hoàng này lên tiến vào trong hắc tháp làm sao có khả năng loạn tinh nữ hoàng hét lên kinh ngạc cái không gian thần khí này cũng quá to lớn đi chuyện không thể nào còn nhiều lắm lăng hàn có chút đắc ý có thể làm cho vị nữ hoàng này giật mình như vậy hắn có cảm giác rất thành công loạn tinh nữ hoàng một đường đi qua không khỏi càng thêm kinh ngạc bởi vì nơi này có đủ loại thần dược từng cây đều tươi tốt niên đại rất kinh người. Điều này làm cho nàng cảm thấy khó mà tin nổi, Lăng Hàn rõ ràng vừa mới khai thiên tới, làm sao có thể gieo xuống nhiều thần dược như vậy? Chương 1195, bí mật của cửu xa. Thời gian không chính xác a, à. đến, Lăng Hàn nắm tay nhỏ của nữ hoàng, chạy về phía trước. Loạn tinh nữ hoàng nhất thời tức giận, tên này nắm tay của mình nắm tới hiền đúng không? Nàng vung một cái, muốn đánh văng Lăng Hàn ra nhưng phát hiện mình lại đánh không lại sức lực của Lăng Hàn, không khỏi ngơ ngác. Tu vi của nàng rõ ràng vẫn còn, một chút cũng không có suy yếu, nhưng lại không thể tránh thoát một sơn hà cảnh nho nhỏ, làm sao có khả năng? Ngươi, nàng cực kỳ khiếp sợ, hoan nghênh đi tới thế giới của ta. Lăng Hàn cười to, ở đây, ta mới là vương duy nhất. Hừ, tiểu tháp hiện lên, phát ra thanh âm bất mãn. Khóe miệng của Lăng Hàn co giật, thở dài nói, đương nhiên còn có khí linh của cái thần khí này nó không để chủ nhân như ta ở trong mắt thực không tiện tiểu tháp không hề có thành ý nói loạn tinh nữ hoàng trợn mắt ngoác mồm cái này là thần khí gì a à? châu bò như thế lại để thực lực của lăng hàn ngự trị trên nàng còn có tại sao khí linh kia nhân tính hóa như vậy hoàn toàn không giống khí linh bình thường lạnh như băng chỉ tuần hoàn theo quy luật nào đó ở dưới lăng hàn dẫn dắt rất nhanh bọn họ đi tới dưới luân hồi thụ ồ vô tương thánh nhân là người thứ nhất phát hiện bọn họ hắn nhìn loạn tinh nữ hoàng, lộ ra vẻ nghi hoặc. Người và nữ oa nhi lúc trước có chút giống, nhưng rõ ràng lại không phải một người, quái lạ. Hàn thiếu, bốn người tàn giả dồn dập hành lễ, lăng hàn khoát tay áo một cái nói. Không có chuyện gì, các người tiếp tục tu luyện, tranh thủ sớm ngày đột phá thần cảnh đi. Vâng, bốn người kia lại trở về dưới luân hồi thụ, tiếp tục tu luyện. Loạn tinh nữ hoàng nhìn luân hồi thụ, thật giống như nhận ra cây thần thụ này, qua một hồi lâu, nàng kinh ngạc thốt lên đây là luân hồi thụ lăng hàn gật đầu nói thực sự là kiến thức uyên bác cái này cũng bị ngươi nhận ra được loạn tinh nữ hoàng suy nghĩ một chút mới nói ngươi đã từng mua một hạt giống luân hồi thụ lẽ nào đây chính là nó thông minh lăng hàn dựng thẳng lên ngón tay cái mỹ nhân như thế tự nhiên là khích lệ ra sao cũng không quá đáng loạn tinh nữ hoàng đương nhiên sẽ không coi hắn khích lệ là chuyện to tát mà suy tư nói ngươi vừa mới đến thần giới chỉ hơn hai năm bất luận làm sao ngươi cũng không thể được nhiều thần dược như vậy, lại thêm luân hồi thụ này, vậy chỉ có một khả năng." Hai mắt nàng tỏa ánh sáng, "Ngươi có năng lực đề cao thần dược sinh trưởng." Kha kha, Lang Hàn cười, "Như thế nào, muốn ở chỗ này tu luyện hay không?" Đây chính là luân hồi thụ, ở đây tu luyện một ngày, tương đương với ngoại giới ngộ mộ đạo một năm. Loạn Tinh nữ hoàng lập tức lộ ra vẻ tim đập thình thịch, đối với cường giả như nàng mà nói, tích lũy nguyên lực là chút lòng thành, mấy ngàn năm liền có thể hoàn thành. Nhưng tìm hiểu đại đạo, lại lấy mấy triệu năm thậm chí ngàn vạn năm tính toán. Nhìn tinh hệ này chỉ có một hàng hà cảnh liền biết, vượt qua bước kế tiếp là khó khăn cỡ nào. Ngươi có điều kiện gì? Có điều loạn tinh nữ hoàng lập tức nhìn chằm chằm Lăng Hàn, nhân tình này, cái này đã không thể dùng ân tình để hình dung, chỉ cần tiết lộ bí mật Lăng Hàn nắm giữ một cây luân hồi thụ, hắn sẽ bị thánh nhân toàn thiên hạ truy sát. Ngươi sẽ không muốn chấm gả cho ngươi chứ?" Lăng Hàn nghiêm mặt nói, "Vừa nãy ta đã nói Ta cho ngươi biết bí mật lớn của ta, đối ứng với nhau, ngươi cũng phải nói cho ta bí mật của ngươi." Loạn Tinh nữ hoàng hừ một tiếng, "Ngươi cho rằng là cháu đi thăm ông nội sao? Ngươi nói một cái ta cũng nói một cái." Nhưng nàng không thể không thừa nhận, Lăng Hàn cũng thật tín nhiệm mình, ngay cả bí mật lớn như nắm giữ luân hồi thụ cũng nói cho nàng, làm nàng rất cảm động. "Ngươi muốn biết cái gì?" Nữ hoàng rất ngạo nhiên hỏi, "Ngươi cùng thân thể này, đến cùng có quan hệ gì?" Lăng Hàn hỏi cái này rõ ràng là thân thể của hồ phỉ vân nhưng hiện tại đã biến thành loạn tinh nữ hoàng thực lực mạnh mẽ tuy vẫn không bằng trình độ của loạn tinh nữ hoàng nhưng cũng đạt đến tinh thần cảnh ha ha bản tôn biết vô tương thánh nhân không cam lòng bị gạt sang một bên đột nhiên kêu lên tiền bối biết lăng hàn kinh ngạc hỏi đương nhiên vô tương thánh nhân ngạo nhiên nói rất đơn giản nàng là cửu xà tộc lăng hàn mờ mịt chuyện này sao lại có quan hệ tới xuất thân loạn tinh nữ hoàng thấy thế liền đơn giản nói ra, nếu không vô tương thánh nhân cũng sẽ nói, không che giấu nổi. Nàng nói, Cửu Sa tộc có một năng lực thiên phú, là có thể nắm giữ chín phân thân. Lăng Hàn sững sờ, sau đó mới tỉnh ngộ lại nói, đây là phân thân của ngươi, chờ chút, Cửu Vương, Cửu Vương là chín phân thân của ngươi. Không sai, Loạn Tinh nữ hoàng gật đầu, hắn cuối cùng rõ ràng, tại sao vô tương thánh nhân nói lực lượng của Loạn Tinh nữ hoàng đạt đến Cửu Tinh nhưng thực lực bày ra lại xa xa không có đạt đến độ cao như vậy. Đó là bởi vì vị nữ hoàng này phân tán lực lượng ở trong chín bộ phân thân. Chẳng trách địa vị của cửu vương cao như vậy, được nữ hoàng hết mình giúp đỡ, nguyên nhân rất đơn giản, bởi vì cửu vương chính là loạn tinh nữ hoàng. Nhìn thấy Lăng Hàn còn hơi nghi hoặc một chút, loạn tinh nữ hoàng lại nói: "Chấm tu luyện cửu tử thiên công, hóa ra chín cái phân thân, chỉ cần toàn bộ tu luyện tới tinh thần cảnh đỉnh cao, quay trở lại bản thân, liền có thể đạt tới tinh thần cực cảnh." con mắt của lăng hàn không khỏi mở to nói kỳ thực ngươi có thể sung kích hằng hà cảnh chỉ là vì tu luyện tinh thần cảnh tới hoàn mỹ lúc này mới không đột phá ngươi cho rằng tại sao loạn tinh nữ hoàng ngạo nhiên nói lăng hàn lặng lẽ nhưng trong lòng rất khâm phục vị nữ hoàng này không hổ là nữ hoàng hùng tài đại lược vì theo đuổi cảnh giới hoàn mỹ dĩ nhiên không tiếc phiền phức như vậy hóa ra chín phân thân hắn nói vạn nhất có một phân thân nào xảy ra sự cố thì sao vậy chấm sẽ bị đạo thương vĩnh cửu, vô duyên với hai chữ mạnh nhất. Nói cách khác, mỗi lần ngươi muốn tu đến cực cảnh, đều phải hóa ra chín cái phân thân sao. Lăng Hàn hỏi, không sai, loạn tinh nữ hoàng gật đầu, nghiêm mặt nói, cảnh giới càng cao, chín phân thân muốn đạt đến đỉnh cao cần thời gian cũng càng dài, cái này cũng là một thử thách, đến hàng hà cảnh, nếu như chấm còn muốn theo đuổi cực hạn, có thể sẽ không đủ thời gian đi xung kích sáng thế cảnh. Trường 1196, cùng nữ hoàng đàm luận cảm tình. Có điều, nàng dừng một chút, hiện tại có luân hồi thụ, vậy thì không giống. Xác thực không giống, cảnh giới càng cao, lĩnh ngộ đại đạo tiêu tốn thời gian càng nhiều, có luân hồi thụ trợ giúp ngộ đạo, một ngày có thể chống đỡ một năm, đừng nói chỉ luyện chín phân thân, dù chín cái cũng là chút lòng thành. Lăng Hàn nhìn đối phương một chút, nàng nói lời này là ý tứ gì, còn không vào cửa lăng ra, đã muốn chỗ tốt của nhà chồng rồi. Khạc, hắn nhẹ nhàng ho khan một hồi nói, cái kia, mặc dù ta nói chia sẻ bí mật, nhưng không có nói muốn cùng ngươi chia sẻ cây luân hồi thụ này a à. trong thiên hạ tất cả là đất của vua ngươi chính là con dân của chấm Chấm cho phép ngươi nắm giữ không có bảo ngươi nộp lên cũng đã rộng lược ngươi còn muốn tàng tư loạn tinh nữ hoàng ngạo nhiên nói dựa vào không hổ là hoàng đế thật biết nói lang hàn lắc đầu nói đây là bảo vật áp đáy hòm của ta làm sao có thể chia sẻ người ngoài ngươi muốn tu luyện ở chỗ này không phải không được nhưng ngươi xem bốn cái kia là thị vệ của ta vị lão tiền bối này hắn thì thôi căn bản không phải người nói chung không phải người của mình không thể ở đây tu luyện vô tương thánh nhân không khỏi phiền muộn hắn không phải người thì là cái gì không nên khinh người như thế a à, người ta tốt xấu gì cũng từng là thánh nhân ai ăn nhờ ở đậu chỉ có thể nhịn loạn tinh nữ hoàng sao sẽ nghe không ra ý tứ trong lời nói của lăng hàn người mình cái gì gọi là người mình nàng hư một tiếng tiểu tử này quả nhiên không có ý tốt với nàng nhưng nàng tức giận không nổi a à, bởi vì nếu lăng hàn thật là loại tiểu nhân hèn hạ kia nàng sớm đã bị lăng hàn đẩy ngã nào còn đợi đến hiện tại thật là một gia hỏa kỳ quái vậy ngươi muốn thế nào nàng hít mắt phượng lại tỏa ra khí tức nguy hiểm kha kha ngươi cần phải hiểu rõ nơi này là địa bàn của ta địa bàn của ta ta làm chủ ngươi ở đây ra vẻ ta đây cẩn thận bị ta trừng phạt lăng hàn cười nói hắn rất muốn đánh cái mông của nữ hoàng này a à. Tuy hiện tại thân thể này không phải chủ thể của nữ hoàng, nhưng không liên quan, ý thức của nàng ở chỗ này tuyệt đối sẽ ảnh hưởng. Khí thế của loạn tinh nữ hoàng không khỏi yếu xuống, ở bên ngoài, nàng một tay liền có thể trấn áp Lăng Hàn, nhưng ở đây, thật không tiện, đúng là địa bàn của Lăng Hàn Lăng Hàn làm chủ. Lăng Hàn xoa xoa tay, một bộ vô cùng chờ mong loạn tinh nữ hoàng sẽ mạnh miệng. Loạn tinh nữ hoàng lườm một cái, Lăng Hàn cười nói, vừa nãy tại sao đột nhiên ra tay, không phải là ghen đấy chứ? Ha, loạn tinh nữ hoàng cười gần. Ghen, ngươi cho rằng chấm rãnh rỗi như vậy. Vậy tại sao ngươi ra tay? Lăng Hàn cười nói, hắn không ngại cùng vị nữ hoàng này kéo dài chút thời gian. Tại sao chấm phải nói cho ngươi biết? Loạn tinh nữ hoàng cười lạnh. Lăng Hàn cười hì hì nói. Đây chính là ngươi tự tìm. Hắn tóm lấy loạn tinh nữ hoàng, đặt nàng lên đầu gối, không nói hai lời liền chiêu chọc lưu manh, đùng đùng đùng, đánh cái mông của vị nữ hoàng này. Ở trong hắc tháp, hắn to lớn nhất ngoại trừ tiểu tháp ra, xưa nay hắn không cho mình là quân tử gì, trước không có đẩy ngã vị nữ hoàng này hoàn toàn là bởi vì vấn đề nguyên tắc. Nhưng hai người ôm, sờ soạng, hôn, ở trong nguyên tắc của Lăng Hàn, đây chính là vợ của hắn. Lẽ nào còn có thể để vị nữ hoàng này gả cho người khác? Đùa giỡn, bởi vậy, đánh mông nữ hoàng, hắn một chút áp lực cũng không có. Nữ hoàng dẫy dụa, quá mất mặt a à. đáng ghét, nàng cắn răng kêu lên, nhưng âm thanh quyến rũ như xuân thủy. Rõ ràng hiện tại nàng là dáng dấp của Hồ Phỉ Vân, đẹp là đẹp, nhưng không xưng được hỏa thủy, nhưng trao đổi một cái linh hồn, mọi cử động của nàng đều phong tình vạn trùng, nữ nhân vị mười phần. Lăng Hàn cười khà khà nói, còn không thành thật, ngươi muốn chết sao, nữ hoàng đại nhân giận dữ, nàng tuyệt đối không ngờ, Lăng Hàn ở trong hai năm đều tuân quy củ lại sẽ gan to bằng trời như vậy, lại đánh cái mông của nàng. Nàng chỉ cảm thấy cái mông truyền đến từng trận tê dại, kỳ thực cũng không đau, nhưng giống như nhen nhóm một loại tình cảm nào đó trong cơ thể nàng làm cho nàng không nhịn được kẹp chặt hai chân đã ngoan chưa lăng hàn cười ha ha đánh phân thân cũng đã sảng khoái như vậy vậy nếu như chân nhân thì sao trong lòng hắn rung động suýt chút nữa sói chu coi như ngươi coi như ngươi thắng nữ hoàng đại nhân không thể làm gì khác hơn là thỏa hiệp hiện tại người ở dưới mái hiên a à. lăng hàn chưa hết thòm thèm nói sao không kiên trì một chút nữa ta còn chưa đã ghiền ai loạn tinh nữ hoàng nhất thời có loại kích động muốn phát điên rất muốn cắn chết người này nàng hư một tiếng nói ngươi muốn cưới chấm cũng không phải không được ôm ôm hôn hôn nàng lại không nỡ làm thịt nam nhân này vậy tựa hồ chỉ có gả cho hắn thân là nữ hoàng nàng tự nhiên không thiếu khí phách làm người làm việc cực kỳ quả đoán tuyệt không dây dưa dài dòng ra vẻ gượng ép có điều kiện gì mở ra đi lăng hàn thoải mái nói lúc nào ngươi bước vào sáng thế cảnh chấm liền gả cho ngươi Loạn tinh nữ hoàng nói, này này này, người cũng quá không có thành ý đi. Lăng hàn lập tức nói, thiên tài như ngươi, nhưng trăm vạn năm cũng chỉ có đạt đến tinh thần cảnh đại viên mãn, vậy ta muốn cưới ngươi, chẳng phải cần đến hai ba triệu năm sao. Cái tên này tự kỷ thật mạnh, loạn tinh nữ hoàng thầm nói, bởi vì lăng hàn căn bản chưa từng hoài nghi mình không thể đạt đến sáng thế cảnh, mà chẳng qua là cảm thấy muốn đạt đến một bước này cần thời gian có chút lâu. Nhưng thật là lâu sao nếu như hai ba triệu năm thật có thể đạt đến sáng thế cảnh vậy tuyệt đối là tiền vô cổ nhân chỉ ít ở trong phạm vi nhận thức của nàng chính là như vậy nhanh đến quá mức chấm sắp đạt đến tinh thần cực cảnh vậy đột phá hằng hà cảnh tự nhiên là điều chắc chắn nếu tu vi của ngươi không bằng chấm vậy có tư cách gì cưới chấm nàng tư tốn nói được lăng hàn vỗ tay một cái nói vậy ngươi liền ngoan ngoãn chờ làm con dâu lăng ra ta đi loạn tinh nữ hoàng hừ một tiếng nói nhưng trước đó ngươi là hạ thần của chấm phải làm tốt bản phận của một hạ thần, nếu dám. a à, nàng còn muốn cảnh cáo Lăng Hàn, nhưng không ngờ bị Lăng Hàn kéo đến, đặt ở trên đùi đánh mông. Ta nói nữ hoàng đại nhân, người tính sai một điểm, cưới người chỉ là một hình thức, không nên vọng tưởng khiêu chiến quyền uy của nam nhân ngươi. chương 1197, Thượng Cổ Thiên Tộc Lăng Hàn rất cao hứng, lại có cơ hội trả đạp cái mông của nữ hoàng đại nhân. Còn có, người nói rõ cho ta, linh hồn của cửu quận vương phải nên làm gì? tại sao chấm phải giải thích cho ngươi? Loạn tinh nữ hoàng cao ngạo nói. Ba, thanh âm thanh thúy vang lên, lăng hàn giơ tay lên nói. Thật giống như ngươi còn không có làm rõ ràng tình huống của mình. Cái này đánh cho nàng nóng cả người, tình cảm dị dạng chạy trồm ở trong người, có một loại cảm giác để cho nàng bạo tạc. Nàng không dám chơi tiếp, vạn nhất chơi ra hỏa, vậy sau này nàng sẽ bị hình ảnh như vậy dây dưa. Sau khi tu vi của thân thể này bước vào tinh thần cảnh, ý chí của chấm sẽ từ từ thức tỉnh cùng nàng dung hợp. Nữ hoàng nói, cửu xà bí thuật đều như vậy, nếu chấm là sơn hà cảnh, chín phân thân đều ở sơn hà cảnh thức tỉnh, nếu chấm là hàng hà cảnh, vậy sẽ phải đến hàng hà cảnh mới có thể thức tỉnh. Lăng Hàn ngẩn ra nói, các nàng không biết ngươi tồn tại, không biết, loạn tinh nữ hoàng lắc đầu, sắc mặt của Lăng Hàn có chút khó coi, lúc ý chí của ngươi sống lại, chính là lúc các nàng triệt để tiêu thất sao. Loạn tinh nữ hoàng an ủi, Tính cách của chín phân thân vốn là từ trong thân thể chấm chia ra, nghiêm chỉnh mà nói, những thứ này đều là một mặt của chấm, hơn nữa, chấm tu luyện tới hàng hà cảnh, lại có thể chia chín phân thân ra. Lúc này trong lòng lang Hàn mới tốt hơn một chút, hắn đối với cửu quận Vương Thiên chân vô tả vẫn có hảo cảm. Bất quá, hắn lại nghĩ, sắc mặt không khỏi cổ quái. Làm sao vậy, loạn tinh nữ hoàng hỏi, lang Hàn trần chờ nói, ta cưới ngươi, không phải có thêm chín nhà đầu âm giường sao, 10 người các ngươi cùng tiến lên, ta ứng phó sao nổi. Lưu, Lưu Manh, loạn tinh nữ hoàng tức giận, tắt bay Lăng Hàn. Lăng Hàn đương nhiên là cố ý để nữ hoàng đánh bay. Ở trong hắc tháp, loạn tinh nữ hoàng thật không phải là đối thủ của hắn, nhưng khinh bạc người ta lâu như vậy, cũng nên trả lại một chút, bằng không ra hắc tháp, hắn sẽ bị loạn tinh nữ hoàng phản ngược, bởi vậy hiện tại cho nàng đánh hai cái, để nàng bất giận. Hắn chạy trở về nói, ta nói thê tử, ai là thê tử của ngươi? Loạn tinh nữ hoàng buồn bực nói, Nàng chỉ là cho Lăng Hàn một cơ hội mà thôi, nhưng để nàng cam tâm tình nguyện gật đầu, chỉ ít hiện tại Lăng Hàn còn không có tư cách này. Lăng Hàn cười hắc hắc nói, vậy ta gọi ngươi là tiểu tâm can tiểu bảo bối. Loạn tinh nữ hoàng chố mắt, vốn tưởng rằng Lăng Hàn là một người chính kinh, ai ngờ lại không đứng đắn như vậy. Nàng lắc đầu, chỉ cảm thấy mình có khả năng làm một quyết định sai lầm, rồi lại không muốn sửa chữa. Gọi nữ hoàng đại nhân, nàng cường điệu nói, được rồi, Lăng Hàn gật đầu, tâm nói bây giờ gọi ngươi nữ hoàng đại nhân, sau đó bảo ngươi kêu phu quân đại nhân. Này, nữ hoàng đại nhân, hiện tại chỉ có hai người, ngươi cần gọi như vậy sao? Tuyệt không khả ai a à. Lăng Hàn thở dài, lập tức nghiêm mặt nói, cổ thiên tộc là cái quỷ gì, tựa hồ rất nghiêu bức a à. Cái này bản tôn biết, vô tướng thánh nhân lại bắt đầu nhiều chuyện, đường đường thánh nhân cư nhiên bị gạt ở một bên, hai người này thật đúng là, chẳng lẽ không biết thời gian của thánh nhân quý giá không gì sánh được sao, khó được có hắn nguyện ý chỉ điểm, các ngươi cư nhiên không thèm quan tâm. Loạn tinh nữ hoàng liếc mắt nhìn quang đoàn, tiếp đó thu hồi ánh mắt, có thánh nhân tựa hồ không gì không biết này, có một số việc là giấu không được, vậy còn không bằng chủ động nói ra. Thượng cổ thiên tộc, này là một ít tộc quần cường đại nhưng hy hiếu, xuất hiện ở thời kỳ thượng cổ, mỗi một cá thể đều có năng lực cường đại. Tiểu tử ngươi cũng là cổ thiên tộc, vô tướng thánh nhân che lời nói, hắn nghĩ thể phách của lăng hàn mạnh mẽ đến bất khả tư nghị, này trừ cổ thiên tộc thì không có khác khả năng. Loạn tinh nữ hoàng gật đầu, đối với điểm ấy nàng cũng tán thành. Lăng Hàn lắc đầu, hắn ra thân thuần khiết, tại sao có thể là cổ thiên tộc, hắn chỉ tu luyện bất diệt thiên kinh mà thôi, lúc này mới có thể để thể phách, thần hồn mạnh mẽ vượt qua một cảnh giới. Bất quá, mặc dù Lăng Hàn không có gặp qua cổ thiên tộc khác, nhưng chỉ nhìn loạn tinh nữ hoàng liền biết, cửu xa có chín phân thân, tương đương có chín tính mệnh, này rất kinh người, gần như không thể tưởng tượng thời gian không sai biệt lắm trẫm muốn đi về loạn tinh nữ hoàng đột nhiên nói lăng hàn suy nghĩ một chút mới nói ta đưa ngươi đi ra ngoài loạn tinh nữ hoàng biết sự tình của hồ phỉ vân nhưng này là đơn hướng ở lúc loạn tinh nữ hoàng nhập chủ hồ phỉ vân căn bản không biết xảy ra chuyện gì thật giống như ở thiên hải bí cảnh rõ ràng là loạn tinh nữ hoàng giết chết đại yêu nhưng hồ phỉ vân lại tưởng lăng hàn làm loạn tinh nữ hoàng gật đầu hai người cùng đi ra hắc tháp chẳng lẽ bản tôn là không khí sao Vô tướng thánh nhân buồn bực tự nói, sao mỗi người đều không để ý tới mình. Tiền bối, ta có một vấn đề thỉnh giáo. Ta cũng có, đám người tàn dạ xông tới, nhất thời để vô tướng thánh nhân khôi phục lòng tự tin, thần thái sáng láng chỉ điểm bọn họ. Người đều cần chứng minh mình tồn tại, có ích, vị thánh nhân này vẫn lạc lâu lắm, tâm cảnh tự nhiên không thể như trước, chỉ là được vài phá hư cảnh nịnh bợ, liền vui vẻ không thôi. Ra hắc tháp, thân thể mềm mại của loạn tinh nữ hoàng run lên, mắt nhắm lại, nhưng lập tức lại mở ra, khí chất trong nháy mắt xuất hiện biến hóa, khí phách cao cao tại thượng không còn nữa, biến thành một tiểu cô nương thiên chân vô tà. Gì, tại sao ta lại ở chỗ này? Hồ Phỉ Vân hết sức kỳ quái nói, nàng cắn ngón tay, lệch đầu, có vẻ rất kỳ quái. Người trước chờ ở chỗ này, Lăng Hàn nói, đợi Hồ Phỉ Vân gật đầu, hắn đi ra ngoài tìm Thủy Nhạn Ngọc, mang nàng lại đây. Thủy Nhạn Ngọc thấy Hồ Phỉ Vân, còn không che giấu được có chút kính sợ, nhỏ giọng nói với Lăng Hàn tại sao nàng phát ra khí tức đáng sợ như vậy, cái này sau này hãy nói. Lăng Hàn lắc đầu, tiếp đó cười nói với Hồ Phỉ Vân. Cửu quận vương, ta dẫn người đi một nơi chơi rất vui. Tốt tốt, Hồ Phỉ Vân vỗ tay, lấy tính cách của nàng, thực sự là bị người bán còn đếm tiền thay. Lăng Hàn lấy thần thức bọc hai nàng lại, đồng thời vào hắc tháp, đi tới trước luân hồi thụ. Này là luân hồi thụ, Lăng Hàn giới thiệu cho Hồ Phỉ Vân, chương 1198 Thiên Kiêu Tụ Hội sau đó mỗi ngày buổi tối người tới đây tu luyện như vậy tu vi sẽ tăng lên rất nhanh lại phải tu luyện a à, hồ phỉ vân lộ ra sầu khổ người ta rất ghét tu luyện vừa khổ cực lại nhàm chán lang hàn nghĩ cửu vương đều là một bộ phận tính cách từ trên người loạn tinh nữ hoàng tách ra cô nàng này thiên chân vô tà loạn tinh nữ hoàng không có là bởi vì chóc đi ra ngoài sao thật có ý tứ sau đó chín phân thân quay về bản thể tính cách của loạn tinh nữ hoàng sẽ xuất hiện biến hóa thế nào ngoan hào hào tu luyện, Lăng Hàn xoa xoa đầu của Hồ Phỉ Vân. Hồ Phỉ Vân chu cái miệng, cũng không có nghĩ Lăng Hàn làm như vậy có gì không ổn, nhưng Thủy Nhạn Ngọc thấy mà tròng mắt chừng ra ngoài, đây chính là cửu quận Vương A, nữ hoàng đại nhân đã nói, gặp cửu Vương như gặp chấm, người thật là to gan lớn mật. Nàng lại không biết, vừa rồi Lăng Hàn còn đánh cái mông của loạn tinh nữ hoàng A. Trấn An Hồ Phỉ Vân một chút, để cho nàng ngoan ngoãn tu luyện, Lăng Hàn thì mang Thủy Nhạn Ngọc đi qua một bên, hắn trước cho Thủy Nhạn Ngọc một cái hôn nóng bỏng, hơn hai năm không gặp, hắn thực sự là rất nhớ đại yêu tinh Mỹ lệ này. Thủy Nhạn Ngọc đầu tiên là giấy ruộng, nhưng rất nhanh thì biến thành Xuân Thủy, ngồi ở trong lòng lăng hàn, khuôn mặt đỏ bừng, mắt phượng quyến rũ như có thể chảy nước. Không muốn, nàng muốn cự còn nghênh, thê tử, người chúng độc, nhất định phải để vi phu lấy thân báo đáp mới có thể hóa giải. Lăng hàn nghiêm trang nói, đây là tình độc, vật độc nhất thiên hạ, bất quá, ta không vào địa ngục, ai vào địa ngục. Thủy nhạn ngọc nhất thời chừng bạch nhãn, tên này rõ ràng động sắc tâm, lại còn nói đường hoàng như thế, thật quá vô sỉ. Nhưng bị lăng hàn hôn đến thần hồn điên đảo, đầu óc của nàng có chút không tỉnh táo, mơ mơ màng màng gật đầu, qua một hồi lâu mới biết không thích hợp, nhưng bị lăng hàn hôn mấy lần, lại mơ mơ màng màng, chỉ muốn được người đàn ông này hung hăng giữ lấy. Ta yêu ngươi, nàng lầm bầm nói, ta cũng yêu ngươi, mười ngón tay của lăng hàn linh động, rất nhanh thì để thân thể mê người của nàng hoàn toàn xuất hiện ở trước mặt hắn dùng ngón tay di động qua thân thể mềm mại của người ngọc đốt cháy dục vọng của nàng yêu ta thủy nhạn ngọc vươn hai tay như xà quấn cái cổ của lăng hàn hơn hai năm không gặp người trong lòng mặc dù biết hắn không việc gì nhưng lo lắng là khó tránh khỏi nay gặp lại lăng hàn hóa thành lửa tình nồng nặc như có thể thiêu đốt ái lang vậy bảo bối lăng hàn hôn môi của đại yêu tinh lúc này không lướt qua thì dừng nữa muốn biến đối phương thành nữ nhân chân chính của mình. Hàn, ôn nhu một chút, nàng dùng thanh âm gần như không thể nghe được nói. Ân, xuân phong một độ, nhất khắc thiên kim, lang hàn cùng thủy nhạn ngọc nằm ở trong bụi hoa, thủy nhạn ngọc như chim nhỏ nép vào người, núp ở trong lòng Lăng hàn, khuôn mặt tất cả đều là thỏa mãn. Người xấu, nguyên lai like ngươi là muốn kết hôn bệ hạ, mới cấp bách đem ta gạo nấu thành cơm. Thủy Nhạn Ngọc nghe Lăng Hàn nói sự tình của loạn tinh nữ hoàng, không khỏi bấm Lăng Hàn một cái. Lăng Hàn vội vàng lắc đầu nói, đây là sự tình của ta và ngươi, không quan hệ những người khác. Thế tử, ngươi xinh đẹp, mê người, ta nhịn lâu như vậy, ngươi không sợ làm ta nín hỏng sao. Lưu manh, dù cùng Lăng Hàn đã có phu thê chi thực, nhưng Thủy Nhạn Ngọc vẫn chịu không nổi Lăng Hàn khiêu khích, vừa nói liền mặt đỏ, cực kỳ mê người. Nhìn dáng dấp nàng cảnh xuân quyến rũ, Lăng Hàn không khỏi hưng phấn. Ngô, Thủy Nhạn Ngọc và hắn dán cùng một chỗ, làm sao có thể không phát giác nhất thời trận to mắt hạnh thê tử hiện tại bắt đầu đợt thứ hai lăng hàn cười to xoay người đặt thủy nhạn ngọc ở dưới thân bắt đầu công phạt một thành hai hai thành ba thủy nhạn ngọc mới nếm thử tư vị trái cấm tự nhiên có chút lòng tham không đáy mà lăng hàn cũng bị đại yêu tinh này mê say rất có xu thế quân vương mê sắc không thèm tảo chiều thẳng qua ba ngày hai người mới kết thúc dây dưa đi ra hắc tháp hồ phỉ vân oán trách tu luyện dưới luân hồi thụ một ngày tương đương với một năm Nàng liên tục tu luyện 5 ngày, đây thật làm nàng nín hỏng, chỉ muốn đi ra ngoài hóng gió. Lăng Hàn lắc đầu, không nghĩ tới loạn tinh nữ hoàng cũng có một mặt ngây thơ chất phác, thiên chân vô tả như thế, này nếu ở trên người nữ hoàng bày ra, sẽ phong tình như thế nào? Hắn có chút chờ mong, ra hắc tháp, Thủy Nhạn Ngọc đi dọn nhà, nàng tự nhiên muốn cùng Lăng Hàn ở chung một chỗ, ban ngày lấy linh khí ở đây tu luyện, để thăng nguyên lực, buổi tối vào hắc tháp, ở dưới luân hồi thụ tiềm tu, lĩnh ngộ đại đạo, tối đa hóa tốc độ tiến cảnh. Lăng Hàn có ba danh ngạch thị vệ, hiện tại chỉ dùng một cái, bởi vậy hoàn toàn có thể cho Thủy Nhạn Ngọc tiến vào cung điện tu luyện, nếu không có ai đâm thọc, Thủy Nhạn Ngọc cũng không cần buông tha thân phận đệ tử bình thường của nàng. Thủy Nhạn Ngọc trọng điểm là tu luyện, mà Lăng Hàn thì đem trọng điểm bỏ vào luyện đan. Hắn cần tiền, tiên ma kiếm vẫn chỉ là thần khí cấp 3, muốn để thăng tới cấp 4, cấp 5, sẽ cần vô số thần thiết cấp 3, cấp 4, mua vào là một con số thiên văn, Lăng Hàn quả thật có rất nhiều chân nguyên thạch, nhưng xa xa không đủ. Hiện tại hắn có thể luyện chế đan dược cao cấp nhất là Thái Huyền Thanh Minh Đan, một viên bán mấy nghìn chân nguyên thạch, còn tài liệu mà nói, trong hắc tháp đã gieo, cách thu hoạch cũng không xa, có thể vì hắn tiết kiệm rất nhiều tiền vốn. Nhưng Lăng Hàn còn muốn luyện đan dược phẩm cấp càng cao, bởi vì đồng dạng luyện một lò, tốn thời gian không sai biệt lắm, nhưng tiền lời cách quá xa. Hắn nhất định phải lưu đủ thời gian tu luyện, bởi vậy luyện đan gì là rất trọng yếu dĩ nhiên hiện tại hắn còn không có đan phương cao cấp hơn tự nhiên vẫn phải luyện chế thái huyền thanh minh đan làm chủ điều này làm cho hắn có chút tiếc nuối sớm biết vậy hẳn nên nói với loạn tinh nữ hoàng để nàng hạ lệnh đan viện thu thập đan phương sao cho hắn một phần như vậy hắn có thể ở đây chậm rãi nghiên cứu đáng tiếc lúc đó hắn và loạn tinh nữ hoàng không có phá tầng cửa sổ này không quan hệ ngược lại hắn cũng không phải không trở về hợp ninh tinh cốc 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 đại môn có người gõ cửa Phạm Như vội vã đi mở cửa, một lát sau, hắn đi trở về, đưa một thiệp mời nói: "Hàn thiếu, này là thiệp mời của ngài, chương 1199, thưởng trà luận đạo." Lăng Hàn cầm lấy nhìn, nguyên lai like này là mấy đệ tử Hạt giống liên hợp mở một tụ hội, phẩm trà luận đạo, thời gian là trưa mai, mời tất cả đệ tử Hạt giống Sơn Hà cảnh, dù sao nhập tông đã lâu, tất cả mọi người còn không có chính thức tụ hội qua. Thời gian trùng hợp như vậy, sẽ không phải là nhằm vào ta chứ? Lăng Hàn cười nói: hắn đánh bể thần khí của Càn Thi Vân, còn thu luôn tàn thể, nữ nhân kia tuyệt sẽ không từ bỏ ý đồ. Hắc hắc, ta muốn nhìn một chút, ở đây còn có 6 người tu ra tòa sơn hà thứ năm, thực lực sẽ mạnh đến trình độ nào. Ngày thứ hai, Lăng Hàn một thân một mình, lửng thững đi tới địa phương tập hợp. Lần này thưởng trà luận đạo cử hành ở Bạch Sương Phong, bởi vì ngọn núi này dành riêng cho đệ tử hạt giống giao thủ luận bàn, cho dù đệ tử trọng điểm, đệ tử bình thường muốn quan chiến cũng không có khả năng, vì căn bản không có thể tới đây đỉnh núi rất cao, nhưng đối với Sơn Hà Cảnh mà nói, chút cao độ ấy tự nhiên không tính là gì, chỉ sau nửa giờ, cho dù lấy tốc độ toàn bộ của Lăng Hàn, hắn cũng đi tới đỉnh núi. Xin lấy ra thiệp mời, đây là một bình thai rất rộng rãi, lối vào có hai nam tử trẻ tuổi, khí vũ bất phàm làm thủ vệ. Đây hẳn là thị vệ của ai đi, bất quá, thị vệ cũng bất phàm như vậy, thực lực tên đệ tử hạt giống kia có thể nghĩ. Lăng Hàn đưa ra thiệp mời, một thanh niên tiếp nhận nhìn, vẻ mặt lộ ra một tia nghiêm túc nói. Nguyên Lai like là Hàn Thiếu, mời. Trên bình đài xếp từng khối thạch đầu, tất cả lớn nhỏ không đồng nhất, nghĩ đến chắc là ghế ngồi. Lúc này, trên phần lớn tảng đá đã có người ngồi, ánh mắt Lăng Hàn đảo qua, liền thấy được vài người quen. Thiệu Tư Tư, Tô Kinh, Đỗ An, Toàn Lập Hiên, còn có Vũ Hoàng, Đinh Bình. Hai người này hiển nhiên không có nhận ra Lăng Hàn, bởi vì không có nghe được tên của Lăng Hàn, tự nhiên sẽ không liên tưởng đến trên người Lăng Hàn, chỉ nhìn lướt qua hắn liền thu hồi ánh mắt. Tiếp lại có mấy người tới, như Hạ Vô Khuyết, Hồ Phỉ Vân. Còn có Càn Thi Vân, nữ nhân này vừa xuất hiện, liền đưa mắt nhìn Lăng Hàn, tản mát ra hàn ý lành lạnh. Lăng Hàn tự nhiên không sợ, thậm chí lười để ý tới, tự mình lấy ra một thần quả cắn ăn. Đây chỉ là một thần quả cấp 2, không tính quá chân quý, nhưng Lăng Hàn lấy làm hoa quả ăn, điều này làm cho rất nhiều người kêu to xa xỉ. Càn Thi Vân thiếu chút nữa tức điên, tên này lại còn như không có chuyện gì xảy ra ăn hoa quả, căn bản không coi nàng uy hiếp ra gì. Ghê tởm, người càng ngày càng nhiều, lúc Thái Dương lên đỉnh, cuối cùng không có người nào tới nữa. Tất cả thạch đầu đều có người ngồi, nhưng cũng có vài người đứng, đều là thị vệ, phân ở bốn phía bình thai, không có tư cách đi tới phía trước. Số lượng thạch đầu nhất định tương xứng với đệ tử hạt giống, không chống chỗ nào, liền biết hôm nay tất cả mọi người đều tới. Lần đầu tiên đệ tử hạt giống tụ hội, mọi người đều cảm thấy hứng thú, hơn nữa, mỗi một đệ tử hạt giống đều tràn đầy tự tin, tin tưởng mình vô địch, tự nhiên muốn mượn cơ hội này lập địa vị. Ha ha, người đều tới đông đủ a. Một nam tử đứng lên, hướng chúng nhân lộ ra nụ cười. Chắc có người còn không biết thân phận của ta, vậy tự giới thiệu một chút. Tại Hạ hà, hà Thao, ở 900 năm trước nhập tông. Tên này rất mạnh, Lăng Hàn thầm nói. Khí tức của đối phương không hiện, thâm trầm như biển, rất có khả năng tu ra tòa sơn hà thứ năm, mới có thể có khí tức cường đại như vậy. Nếu như đổi lại ở hợp ninh tinh, lăng hàn sẽ không nghĩ như vậy nhưng nơi này là lẫm thiên tông hội tụ vô số thiên tài đỉnh cấp hơn nữa hải vân trưởng lão đã nói tính cả hắn trong tông có tất cả bảy đệ tử hạt giống tu ra tòa sơn hà thứ năm đây chỉ là trong phạm vi sơn hà cảnh nếu như mở rộng đến nhật nguyệt cảnh mà nói nhân số khẳng định còn hơn nguyên lai like hắn chính là hà thao trong đệ tử hạt giống sơn hà cảnh thực lực của hắn có thể ổn bài trước năm nhạ bên cạnh hắn là ngô chiết đồng dạng là người nổi bật trong đệ tử hạt giống có thể sánh vai Hà Thao. Cộng thêm Vũ Văn Thông, Thạch An Quốc, Trầm Trúc Nhi, Khuông Bội Sam, hợp xưng sáu tiểu vương giả. Bên cạnh có người thấp giọng giao lưu, sau khi Lăng Hàn nghe liền hiểu, cái gọi là lục vương này chính là đệ tử Sơn Hà Cảnh trong lẫm thiên tông, tu ra tòa Sơn Hà thứ năm. Ha ha, nói là thưởng trà luận đạo, tự nhiên phải có trà. Hà Thao cười nói, hắn từ trong không gian linh khí lấy ra một bếp lò, phía trên có một ấm trà, bắt đầu nấu nước. Hắn dùng cũng không phải phàm hỏa, mà là lòng bàn tay phun ra liệt diễm, có thần văn đan vào, lấy quy tắc đại đạo làm hỏa nguyên. Ở dưới thần hỏa như vậy, kim trúc phổ thông nhất định sẽ bị dung luyệt. hơn nữa, lấy thực lực của hắn, sợ rằng thần thiết cấp 4 cũng có thể bị hóa thành nước thép. Nhưng bếp lò kia tuy thoạt nhìn nhỏ nhắn, diện mạo xấu xí, lại có tính kháng hỏa rất mạnh, ở dưới thần diễm đốt cháy cũng không ngại chút nào. Cái bếp lò này không đơn giản, Lăng Hàn thầm nói, hắn không có ý thu cái thần khí này, chỉ có một ý niệm. Chém, dùng cho tiên ma kiếm để thăng phẩm chất theo lý mà nói thần diễm nốt nấu như vậy nước bên trong hẳn là rất nhanh sẽ sôi trào nhưng một nén hương thời gian đi qua miệng lâu còn không có một tia nhiệt khí bay ra để người hoài nghi trong này căn bản không có nước ha ha trong này chứa cực giả hàn băng muốn hòa tan mà nói cần thời gian hơi lâu hà thao cười nói bất quá chúng ta thưởng trà luận đạo ít cũng phải năm ba ngày vậy trước tiên luận đạo trà có thể chờ một chút lại uống cái gì cực giả hàn băng không ít người kinh hô, những người không biết đây là vật gì, có người giải thích mới hiểu được. Cực dạ hàn băng, chỉ ở cực bắc của phi vân tinh mới có thể hình thành, nơi đó băng hàn triệt cốt, quanh năm bị băng tuyết bao trùm, mà ở dưới băng tuyết, khắp nơi có vết nứt đáng sợ, một khi người đạp lên, sẽ té vào vết nứt, bị đóng băng vĩnh viễn. Ngay cả cường giả dạ nhật nguyệt cảnh cũng không muốn đi nơi đó, bởi vì nơi này không có thần dược chân quý gì, cũng không có yêu thú đáng giá. Bất quá, cực dạ hàn băng lại là đặc sản, ở nơi đặc thù do đại đạo ngưng tụ thành, uống nó, có thể ngộ được một tia hàn băng chi diệu. Sơn hà cảnh phổ thông chạm phải sẽ bị đông thành nước đá, không chết cũng trọng thương.